Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 153. Người phụ nữ đẫy đà ngồi đối diện Tân Nương Nương nói, thằng nhóc thiên thần kia còn có anh trai à? Tân Nương Nương gật đầu, kết nghĩa thôi. Người phụ nữ đẫy đà hiếu kỳ hỏi, anh trai nó làm gì? Tân Nương Nương đáp, mở thư viện. Người phụ nữ đẫy đà ngạc nhiên hỏi, mở thư viện à? Tên gì vậy? Thư viện Quan Huyên. Ôi mẹ ơi! Thiên thần vừa rời khỏi hệ ngân hà thì đột nhiên trao mày lại, gã quay đầu nhìn sang bên phải, nơi đó chẳng biết tự khi nào đã có một người đàn ông đang đứng. Thiên thần nhìn người đàn ông đó, hơi đề phòng, ngươi là? Người đàn ông cười hỏi, ngươi là thiên thần? Thiên thần gật đầu, các hạ là? Người đàn ông mỉm cười nói, ta được giao đến đón ngươi. Thiên thần nghi ngờ hỏi, ai? Người đàn ông đáp, Tần các chủ. Cầu vượt. Như thường ngày, trên cầu vượt vẫn rất náo nhiệt, hen bên đều có người bày sạp bán. Mà hôm nay trên cầu lại có rất đông người tụ tập, mọi người chen chúc đứng một chỗ, dướn người nhìn trái ngó phải, hình như đang đợi ai đó. Không biết qua bao lâu, chợt có một người nói, từ chân đến rồi. Mọi người vội vã nhìn về phía xa, cách đó không xa có một cô gái đang chậm rãi đẩy xe đi về phía bên này, cô gái mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng tinh rộng thùng thình, ống tay rất lớn, ở dưới phối với một chiếc quần jean bó sát người. Vóc dáng cô ta vốn đã đẹp, nay mặc thêm quần bó càng tôn lên được đường nét uyển chuyển, vô cùng quyến rũ. Cô ta còn đội thêm một chiếc mũ lông màu trắng, hai bên mũ có hai sợi dây len nối với cầu len rũ xuống. Trên xe đẩy của cô có bày một vài túi hạt dưa, đậu phộng và đồ uống. Từ chân vừa xuất hiện, người xung quanh đã vội vàng vây lại xung quanh cô ta. Mọi người chen chúc đứng quanh từ chân, mồm năm miệng mười nói huyên thuyên, khó mà nghe rõ được ai đang nói gì. Lúc này, từ chân đột nhiên lén nhìn xung quanh, sau đó cô ta ôm một đống sách từ trong xe đẩy ra, thấy chồng sách kia, những người vây quanh cô ta lập tức. Sáng mắt, chỉ chốc lát sau đó. Sách trên tay từ chân đã bị càn quét hết. Lúc này, một cô bé khoảng chừng 18 tuổi ôm sách bỗng đến vỗ vỗ từ chân, cô bé khẽ hỏi, chị chân ký tên cho em được không? Từ chân gật đầu cười. Cô bé vội vã lấy bút ra rồi đưa sách bút cho từ chân nhận lấy rồi ký tên mình lên. Tôi cũng muốn, tôi nữa, tôi cũng muốn. Phàm là người mua sách đứng ở đây ai cũng muốn được ký tên, từ chân cũng vừa cười vừa ký cho từng người. Qua một lúc lâu, mọi người dần tản đi. Một cô gái bày sạp bán cách từ chân không xa đột nhiên cười nói, chị chân, lần nào chị cũng đến một mình, người nhà chị đâu? Từ chân lắc đầu. Cô gái nghi ngờ hỏi, không có người nhà. Từ chân chỉ đầu mình, không nhớ gì cả. Vô Biên Chủ cầm một chai rượu, chậm rãi rảo bước trên phố thị phồn hoa, thi thoảng bật cười rồi nốc một hớp rượu lớn. Hùng tâm tráng trí à? Ông ta không có thứ đó. Cho dù có muốn thừa nhận hay không, ông ta cũng đã xa rời thời đại này rồi. Hay nói cách khác, đây không còn là thời đại của ông ta nữa. Dưỡng lão ư, chỉ là hành động bất đắc dĩ khi không còn biết nên làm gì nữa thôi. Vô Biên Chủ nở nụ cười tự giễu. Ông ta lại uống ực một hơi, cũng không dùng tu vi để áp chế hơi men, ngược lại còn thấy thích cảm giác ngà ngà say này. Để cho đầu óc mơ hồ, không còn nghĩ đến gì nữa. Đang thơ thẩn bước đi, ông ta bỗng dưng khựng lại, trợn to mắt nhìn một quầy thịt nướng ở bên đường nơi có một người đàn ông áo trắng đang ngồi. Diệp Huyên. Vô Biên Chủ cứ tưởng mình say rượu hoa mắt, vội vàng đưa tay lên dụi, nào ngờ nhìn lại vẫn thấy người kia ở đó. Ông ta bèn dùng huyền khí xua tan men rượu, vẫn thấy người kia. Mà đối phương chỉ quay lại cười nói, đến làm vài ly nào. Thật sự là Diệp Huyên. Vô Biên Chủ bèn xách vò rượu đến ngồi xuống đối diện, cười ha hả, Diệp vô sỉ. Sao hôm nay lại rảnh tới đây? Diệp Huyên cầm một sâu thịt dê nướng lên, cắn một miếng rồi đáp, đến gặp huynh. Vô Biên Chủ, gặp ta làm gì? Diệp Huyên thở dài, Vô Biên huynh à, từ khi nào mà chúng ta lại xa cách như thế? Vô Biên Chủ không đáp. Diệp Huyên rót cho mình một ly, huynh cũng tận mắt nhìn thấy năm ấy ta từng bước đi lên như thế nào. Vô Biên Chủ liếc sang, thoát ra là tốt rồi, không phải sao? Diệp Huyên lắc đầu, đâu có đơn giản thế. Vô Biên Chủ nhíu mày, thế nào? Diệp Huyên dựa vào lưng ghế, huynh cũng biết chuyện thằng con ta, hơn nữa. Vô Biên Chủ, chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên gật đầu, có liên quan đến ông ta.
Vô biên chủ, giết thì sao? Diệp Huyên cười, huynh cũng biết mà. Vô biên chủ xa sầm mặt, quả thật hệt như ta đã đoán. Vậy ý đồ thật của ông ta là gì, người có biết không? Diệp Huyên, chỉ một chút. Ông ấy uống hết ly rượu, hạ giọng nói, ông ta đang ấp ủ một âm mưu lớn, nếu thành công thì ông ta thật sự không cần phải kiêng nể gì nữa. Vô biên chủ thở dài, không chung sống hòa bình được à? Diệp Huyên cười, vì sao Cửu Long không chọn hòa bình mà lại quyết tâm tranh giành đế vị? Vô biên chủ lộ vẻ phức tạp, Cửu Long vì sao lại tranh giành, vì sao lại không chịu hòa giải? Người thường sẽ cho rằng sinh ra đã là vương gia hưởng mọi vinh hoa phú quý, hà cớ gì phải đi tranh ngai vàng. Những người nghĩ như vậy, thực chất chưa từng hưởng thụ đãi ngộ đó. Các hoàng tử đó sinh ra trong dòng dõi hoàng gia, từ thuở lọt lòng đã có được cuộc đời sung túc. Đối với họ, nếu trên đời này còn thứ gì thật sự hấp dẫn, đó chính là đế vị. Ở vào vị trí của họ, chỉ cần có năng lực là sẽ tham gia tranh đấu. Chủ nhân bút đại đạo cũng như vậy. Diệp Huyên cầm đũa chở miếng đậu hũ trên vỉ nướng, cười nói, cái món này ngon thật sự, mỗi lần về đây ta đều phải gọi nó, huynh thử xem. Vô biên chủ, người đến tìm ta có chuyện gì? Diệp Huyên. Vô biên chủ cầm sâu thịt nướng lên, thôi nói đi. Nhưng đừng trách ta không cảnh báo trước, bây giờ thể lực ta có hạn rồi, ngươi nhờ ta dắt đi rửa chân thì không thành vấn đề, nhưng đánh đấm thì bỏ đi. Diệp Huyên cười, trên đời này còn có một loại khí vận mạnh nhất thế gian, huynh biết nó là gì không? Thấy vô biên chủ liếc sang, ông ấy nói, ta có nó, huynh cũng có nó. Lần trước huynh bỏ mạng chỉ là có người đang thăm dò xem huynh có được bao. Nhiêu? Vô biên chủ, thế giới này là vậy thật à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên, thật hay giả hay thật đều không quan trọng. Quan trọng là chỉ có giả đến mức độ cao nhất mới có tư cách chạm vào thật. Ông ấy đưa mắt nhìn xung quanh, như nơi này vậy, chỉ những người đạt đến đỉnh quyền lợi mới có thể đi khám phá chân tướng khác, bằng không những gì huynh thấy đều là do người ở trên muốn cho huynh xem, bằng không thì cả đời huynh cũng không thấy được. Vô biên chủ uống rượu, người muốn nhờ vả gì? Diệp Huyên không đáp, chỉ đặt một chiếc nhẫn xuống, ba việc, không dễ, cũng cực kỳ nguy hiểm. Vô biên chủ, từ chối được không? Diệp Huyên mỉm cười, đời này của ta không có bao nhiêu huynh đệ, huynh là một trong số đó. Huynh không bằng lòng thì ta cũng không biết đi tìm ai. Vô biên chủ im lặng, Diệp Huyên đặt một tờ tiền lên bàn, ông chủ, tính tiền. Rồi đứng dậy đi vài bước, vô biên, trong nhẫn là một bộ công pháp không giới hạn. Vô biên chủ nhàn nhạt đáp, chẳng có gì hiếm lạ. Thiên tài như ta thì tự nghĩ ra công pháp chỉ là chuyện nhỏ. Diệp Huyên, do Thanh Nhi viết. Vô biên chủ tức tốc thu nhẫn vào. Ha ha hai. Làm Diệp Huyên cười phá lên. Vô biên chủ hỏi, người định đi đâu? Lần này ông ta đặt một chiếc thẻ lên bàn, tôi mua lại tiệm thịt nướng, ông về quê dưỡng lão đi. Kết quả chỉ thấy ông chủ cầm dao phay lao ra, uống được vài ba ly nước đái ngựa thì tưởng mày ngon lắm à. Kinh tế đi xuống, tao đã khổ lắm rồi mà mày còn. Giỡn mặt, có nhân tính không hả? Ê đừng có chạy. Vô biên chủ. Vũ trụ chủ, một người đàn ông nhàn nhã bước đi trong dãy núi vô tận. Y chính là cựu thần. Y đi mãi, cuối cùng dừng lại khi nhìn thấy một cột đá cao chọc trời như đang chống đỡ thiên địa. Y lại tiếp tục đi. Khi đến gần cột đá thì thấy những vòng tròn mờ nhạt được khắc vào thân cột. Quan sát một hồi, y lại phát hiện một lối đi nhỏ phía sau cột đá, dẫn đến một cánh cửa đá cao gần vạn trượng, sừng sững nguy nga. Đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên sau lưng. Cựu thần quay lại, thấy chủ nhân bút đại đạo đi đến. Ông ta cười, lại gặp nhau rồi. Cựu thần đáp lễ, chắc không phải trùng hợp nhỉ. Chủ nhân bút đại đạo, ta đến để tìm ngươi. Cựu thần, có việc gì? Chủ nhân bút đại đạo nhìn cửa đá, người biết cái gì ở phía sau nó không? Cựu thần lắc đầu, không. Chủ chung của vũ trụ bảo ta đến đây xem thì ta đến thôi. Chủ nhân bút đại đạo nhìn sang, vậy người biết thân phận thật của người đó không? Cựu thần, không luôn. Chủ nhân bút đại đạo cười, một thân phận không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cựu thần cười, bớt vòng vo, muốn gì nói thẳng đi. Chủ nhân bút đại đạo, ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện. Cựu thần, liên quan tới Diệp lão đệ. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, phải. Cựu thần, ta không làm.
chủ nhân bút đại đạo, ta còn chưa đưa ra đề nghị nữa. Cựu thần cười, là gì cũng không làm. Chủ nhân bút đại đạo, nếu là kinh phá bích thì sao? Chủ nhân bút đại đạo nhìn cựu thần rời đi, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, ngươi vẫn là ngươi của lúc trước. Ở đằng xa, cựu thần đã đi vào trong cánh cửa đá đó. Chủ nhân bút đại đạo không đi theo, vì sau khi cựu thần đi vào cánh cửa đá, cánh cửa đó đã biến mất. Nơi đó hoàn toàn biến mất. Thật ra nếu có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, vì họ không hề nhìn thấy cánh cửa đó, hơn nữa chỉ xuất hiện vào thời gian cụ thể nào đó. Chủ nhân bút đại đạo từng đến đây, nhưng cánh cửa đó không xuất hiện. Chủ nhân bút đại đạo xoay người rời đi, cũng không cảm thấy thất vọng, vì mọi chuyện đã nằm trong dự đoán của mình. Sau khi bước vào cánh cửa đá, nghênh đón cựu thần là một cái hồ, bên phải hồ có một căn nhà nhỏ bằng tre, căn nhà được dựng trên mặt hồ, xung quanh là nước. Cựu thần đi đến trước căn nhà tre đó, y đẩy nhẹ cánh cửa ra, trong đó chỉ có một cuốn kinh văn và một chiếc nhẫn. Cựu thần cầm cuốn kinh văn kia lên, kinh phá bích. Nói rồi y đọc kỹ lại, một lúc sau y lắc đầu, trò gì đây, không hiểu. Y lại nhìn sang chiếc nhẫn, nhìn thấy chiếc nhẫn, mắt y sáng lên, thứ này được đấy, hợp với Diệp đệ. Trong tiểu tháp, trên đấu trường võ thuật rộng rãi, hôm nay có rất nhiều người đến. Vì hôm nay là ngày viện trưởng Diệp Quân lên giảng, viện trưởng lên lớp, cả thư viện quan huyên đều phấn khích. Vì Diệp Quân rất ít khi đích thân giảng bài, không đúng, phải nói là gần như chưa bao giờ làm vậy, nhưng hôm nay Diệp Quân bỗng dưng muốn giảng bài. Khiến các học sinh của học viện quan huyên vô cùng hưng phấn. Gần như tất cả mọi người ở thư viện quan huyên đều đến, khiến đấu trường võ đài rộng rãi trở lên chật kín. Trong sự mong chờ của mọi người, Diệp Quân chậm rãi bước xuống bậc đá phía xa. Viện trưởng, lúc này bên dưới bỗng vang lên từng tiếng reo hò chói tai. Hôm nay Diệp Quân mặc áo bào trắng, đeo thắt lưng ngọc màu tím, tay cầm một cuốn sách cổ, không hề nhìn thấy khí tức kiếm tu trên người hắn, bây giờ hắn giống như một thư sinh, cả người đều toát ra khí chất thanh lịch. Nhìn thấy Diệp Quân, đấu trường võ đài lập tức trở nên nhốn nháo. Diệp Quân chậm rãi bước lên bục, không có bàn, chỉ có một cái đệm cói, nhưng hắn không ngồi xuống mà đứng đó, ánh mắt lướt qua từng người ở trên võ đài, họ đều là những người trẻ tuổi, tràn đầy khí lực, cũng có chút non nớt. Lúc này hắn nghĩ đến bản thân lúc vừa gia nhập thư viện quan huyên. Chỉ thoáng chốc đã nhiều năm vậy rồi. Diệp Quân thôi suy nghĩ, cười nói, chúng ta không làm những quy trình hình thức đó. Cũng không nói những lời cao ngạo gì đó, hôm nay chúng ta đến để giao lưu, các ngươi có thể hỏi, ta sẽ trả lời, bất kỳ vấn đề gì. Rất nhiều người bên dưới đều giơ tay lên. Diệp Quân xòe tay ra, một quả cầu xuất hiện trong tay hắn, hắn cười nói, quả cầu này bay đến tay ai thì người đó hỏi. Nói rồi hắn hơi dùng sức, quả cầu bay về phía khu vực bên trái, hắn không khống chế điểm rơi của quả cầu. Chẳng mấy chốc, quả cầu rơi vào tay một thiếu niên đồ đen. Thiếu niên được một luồng sức mạnh dịu dàng nâng lên. Cậu ta siết chặt quả cầu, hơi căng thẳng. Diệp Quân nhìn thiếu niên đồ đen, cười nói, có muốn hỏi gì không? Thiếu niên đồ đen gật đầu, cớ. Nhưng vì hơi căng thẳng nên mặt cậu ta hơi đỏ, bỗng chốc không biết nên nói gì. Diệp Quân mỉm cười, đừng vội, trước tiên hít sâu vào nào. Thiếu niên đồ đen hít sâu một hơi, cảm giác căng thẳng bỗng đỡ hơn rất nhiều. Cậu ta nhìn Diệp Quân, viện trưởng, ta. Câu hỏi của ta là, khi nào bọn ta có thể rời khỏi thế giới này để đi ra ngoài? Thế giới bên ngoài. Tất nhiên người trong tiểu tháp đều biết bây giờ họ đang ở một thế giới bên trong tiểu tháp, nơi này phong bế tuyệt đối, họ không biết gì về thế giới bên ngoài, càng khao khát được đi ra thế giới bên ngoài. Nghe thiếu niên đồ đen nói thế, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Quân, trong mắt rất nhiều học sinh không giấu nổi sự mong đợi, rõ ràng là họ rất muốn ra ngoài phiêu lưu. Diệp Quân cười nói, các ngươi muốn ra ngoài à? Tất cả mọi người đều gật đầu, đồng thanh nói, phải. Diệp Quân nói, ngày mai ta có thể dẫn mọi người ra ngoài khám phá, nhưng chỉ có 1 vạn người thôi. Thật ra nền văn minh vũ trụ quan huyên vẫn không thể so sánh với vũ trụ chủ ở bên ngoài, khoảng cách giữa hai nền văn minh vẫn rất lớn, thế nên hắn quyết định để những người này ra ngoài học hỏi thế giới. Thiếu niên đưa ra câu hỏi đó bật cười sau khi nhận được câu trả lời của Diệp Quân, ta không còn câu hỏi nào khác nữa. Nói rồi cậu ta vội quay về chỗ của mình. Diệp Quân khẽ cười, hắn xòe tay ra,
trong tay lại có thêm một quả cầu bay về phía bên phải. Quả bóng rơi vào tay một cô gái này mặc bộ váy dài màu xanh, tay cầm một thanh kiếm, vốn dĩ nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng khi nhận được quả cầu, gương mặt cô ta hiện lên một tia hưng phấn. Chẳng mấy chốc cô ta được một luồng sức mạnh êm ái nâng lên. Diệp Quân cười nói, có gì muốn hỏi không? Cô gái vội gật đầu, có. Diệp Quân nhìn cô ta, mỉm cười đợi cô ta hỏi. Cô gái nhanh chóng bình tĩnh lại, cô ta nhìn Diệp Quân, viện trưởng, rốt cuộc ngươi mạnh đến mức nào? Thực lực mạnh thế nào? Cô ta vừa nói thế, mọi người đều nhìn về phía Diệp Quân, ngay cả mấy người Mục Khoản và Cố Trần, ánh mắt họ hiện lên vẻ tò mò. Thực lực của Diệp Quân là một câu đố với bọn họ. Vì trong vũ trụ Quan Huyên, gần như chưa có ai nhìn thấy Diệp Quân ra tay, thế nên họ không biết rốt cuộc Diệp Quân mạnh thế nào. Nghe cô gái nói thế, Diệp Quân bật cười, vấn đề này quả thật khá khó trả lời. Cô gái hỏi, tại sao? Diệp Quân nói, vì không có vật đối chiếu. Cô gái sửng sốt, sau đó hiểu ra ý của hắn, vũ trụ Quan Huyên đã không có ai có thể đấu lại hắn. Lúc này Diệp Quân lại nói, các ngươi nghĩ ai trong thư viện là người mạnh nhất? Chủ tịch Khuyết Chiến. Mọi người ở bên dưới đồng thanh đáp. Khuyết Chiến. Từ sau khi ông ta đi theo Diệp Quân, ông ta vẫn luôn tu luyện trong tiểu tháp, dĩ nhiên Diệp Quân sẽ không lãng phí tài năng như vậy, hắn phong cho Khuyết. Chiến làm chủ tịch võ viện, chuyên chịu trách nhiệm hướng dẫn võ đạo cho các học sinh trong võ viện. Thật ra làm vậy thì hơi không biết trọng dụng nhân tài, dù sao ở bên ngoài Khuyết Chiến cũng không hề yếu, thực lực của ông ta tương đương với cảnh giới văn minh tổ. Ít nhất là cấp 5 đến cấp 6 đến cảnh giới văn minh tổ, hơn nữa Khuyết Chiến vẫn chưa khôi phục hết ký ức, nếu đã khôi phục hoàn toàn thì thực lực còn mạnh hơn nữa. Nhưng hết cách rồi, bây giờ vũ trụ Quan Huyên đang thiếu nhân tài, thế nên chỉ đành để Khuyết Chiến làm vậy trước. Lúc này Khuyết Chiến xuất hiện. Sau khi Khuyết Chiến xuất hiện, không ít người đều hô hoán gọi tên ông ta, vẫy tay với ông ta. Là chủ tịch võ viện của Thư viện Quan Huyên, ông ta rất nổi tiếng ở Thư viện Quan Huyên. Có không ít người hâm mộ. Diệp Quân nhìn Khuyết Chiến, cười nói, Chiến huynh, chúng ta tập chút nhé. Được, người nói không phải là Khuyết Chiến mà là các học sinh bên dưới. Cũng không biết ai hét lên câu đầu tiên, chẳng mấy chốc mọi người đều hét lên, được. Khuyết Chiến gật đầu, được. Diệp Quân bật cười, hắn giơ tay lên, hắn và Khuyết Chiến đã đi vào thời không bí ẩn. Mọi người vẫn có thể nhìn thấy họ, nhưng thật ra hai người đã ở rất xa mọi người. Khuyết Chiến nhìn Diệp Quân chằm chằm, nào, đến đây. Nói rồi ông ta đột nhiên tiến lên một bước, một tia sáng màu vàng bỗng nhiên lao lên trời từ dưới chân ông ta, ngay sau đó một ngọn giáo lao thẳng về phía Diệp Quân như sấm sét. Mặc dù không ở cùng một thời không, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, các học sinh vẫn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của đòn tấn công này, sắc mặt họ đều trở nên nghiêm túc, cảm thấy hơi căng thẳng. Viện trưởng có thể đỡ được không? Đúng lúc này, Diệp Quân bỗng giơ ngón tay chỉ về phía trước, một tia kiếm quang buộc Diệp Quân dừng lại tại chỗ, thoáng chốc khu vực cỗ hắn đứng sôi sục. Khuyết Chiến lùi về sau, trong lúc đó tia sáng màu vàng tỏa ra xung quanh ông ta bắt đầu bị tiêu diệt từng chút. Diệp Quân bỗng xòe tay phải ra, lên, vừa dứt lời, hàng ngàn vạn thanh kiếm khí bỗng xuất hiện phía sau hắn. Bọn họ không biết những kiếm khí đó của Diệp Quân có uy lực thế nào, dù sao, bọn họ cũng thấy rất ngầu. Quả thật là ngầu tung trời. Kiếm tu. Bây giờ ở vũ trụ Quan Huyên, địa vị của kiếm tu vẫn rất cao, là đối tượng sùng bái của vô số người trẻ. Nếu một người đàn ông là kiếm tu, vậy ở trong vũ trụ Quan Huyên, kẻ đó sẽ có quyền được ưu tiên chọn bạn đời. Chẳng qua, tính cách của phần lớn kiếm tu đều khá lạnh lùng. Hơn nữa, thích một thân một mình, chỉ có rất ít người mới hứng thú với con gái. Lúc những kiếm tu ở đây thấy chiêu kiếm kỹ này của Diệp Quân, lập tức kích động không kiềm chế bản thân được, trong mắt đầy vẻ sùng bái. Khuyết Chiến hơi đau đầu, vị viện trưởng này lại dở vẻ ngầu rồi. Đương nhiên, ông ta không dám qua loa tí nào, vì những kiếm khí này thật sự rất khủng bố, đặc biệt là Diệp Quân còn sử dụng cả sức mạnh của huyết mạch phong ma, trong mỗi nhát kiếm đều có sức mạnh cực kỳ khủng bố. Cái này cũng khiến ông ta kinh ngạc, sao thằng nhóc này lại thăng cấp nhanh như vậy? Phải biết là, lần trước gặp mặt, thằng nhóc này vẫn chưa đánh thắng được ông ta đâu. Chẳng mấy chốc, dưới sự chú ý của mọi người, tay cầm trường thường của Khuyết Chiến đột nhiên đâm về trước, vừa đánh phát này ra, vô số kim quang xông ra khỏi người ông ta như thủy triều,
đồng thời một loại vực thần bí bao phủ nơi này, dưới sự đàn áp của sức mạnh sao ực này, cảnh giới của Diệp Quân lại bắt đầu bị kiềm chế, nhưng chỉ nháy mắt, kiếm khí của Diệp Quân đã phá vỡ sức mạnh này. Ầm ầm. Ở thời không thần bí này, thời không nơi Diệp Quân và Khuyết Chiến đang ở nháy mắt đã nổ tung, hai luồng sức mạnh phát nổ cùng lúc, khu vực đó lập tức chói lọi như pháo hoa, vô số kim quang và kiếm khí màu máu không ngừng bắn tung tóe ra xung quanh. Dưới sự chú ý của mọi người, Khuyết Chiến bị nhát kiếm kia đè cho lùi lại liên tục, lần lùi này lùi xa cả trăm ngàn trượng, khi ông ta vừa dừng lại, xung quanh ông ta đột nhiên xuất hiện vô số kiếm khí màu máu, chỉ chít, bao quanh y ông ta. Khuyết Chiến không ra tay nữa, vì kim giáp trên người ông ta đã rạn nứt, cái này còn do Diệp Quân nương tay, nếu không, vừa nãy những kiếm khí đó đã đè. Chết ông ta rồi. Khuyết Chiến rất kinh ngạc, vì tốc độ thực lực Diệp Quân thăng cấp cũng quá khủng bố. Nơi xa, tay phải Diệp Quân khẽ phất, chỉ nháy mắt, mọi kiếm khí đã biến mất không còn gì, hắn và Khuyết Chiến lại xuất hiện ở trên võ đài lần nữa. Lúc này, những học sinh ở đó đột nhiên hoan hô đồng loạt. Tiếng như sấm kêu. Diệp Quân nhìn những học sinh hoan hô, cười nói, giải tán. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Quân không biết rằng, trận đấu này của hắn và Khuyết Chiến đã bị thư viện dùng quả cầu ghi hình đám mây ghi lại, do đó, không lâu sau, trận đấu này đã nhanh chóng truyền ra khắp vũ trụ Quan Huyên. Bất kỳ thế giới nào cũng đều thích kẻ mạnh, tất nhiên vũ trụ Quan Huyên cũng không ngoại lệ, sau khi thấy được thực lực khủng bố của Diệp Quân, người của cả vũ trụ Quan Huyên càng sùng bái hắn hơn. Nhờ đó mà sức mạnh tín ngưỡng của hắn cũng xảy ra thay đổi lần nữa. Trên đường, Diệp Quân đang đi dạo với đệ nhất Tĩnh Chiêu thì đột nhiên dừng lại, hắn mở lòng bàn tay ra, một sợi sức mạnh tín ngưỡng xuất hiện trong lòng bàn. Tay hắn, đây là sợi sức mạnh tín ngưỡng màu trắng, nhưng lúc này, lại đang từ từ trở nên trong suốt. Diệp Quân hơi kinh ngạc, đệ nhất Tĩnh Chiêu nói, chắc do trận đấu vừa nãy. Diệp Quân cười nói, chắc thế. Nói rồi, hắn nhìn sợi sức mạnh tín ngưỡng trong tay, nở nụ cười, hắn không ngờ, một màn biểu diễn, mà hắn lại có thu hoạch lớn như vậy. Thật ra, sức mạnh tín ngưỡng của hắn đã phát triển đến đoạn bế tắc, nếu muốn mạnh hơn, chỉ có thể dùng thời gian từ từ bồi dưỡng, nhưng lần này, hắn không ngờ, sức mạnh tín ngưỡng của hắn lại được thăng cấp nhiều như vậy. Nếu sức mạnh tín ngưỡng tiến thêm một bước nữa, vậy nhất định sẽ cực kỳ khủng bố. Hắn có chút chờ mong, đệ nhất Tĩnh Chiêu nói, tình hình bên ngoài thế nào. Thời gian này, cô ta đều xử lý chuyện của thư viện, căn bản không quản chuyện bên ngoài, đương nhiên, với thực lực bây giờ của cô ta, cũng không quản chuyện bên ngoài được, chính vì vậy, cô ta không khỏi hơi lo lắng. Diệp Quân nói, vậy tất nhiên là tốt rồi. Huyền Nho nói, ta thông báo với họ đã. Diệp Quân cười nói, làm phiền rồi. Huyền Nho lắc đầu, chút chuyện nhỏ thôi. Vì sư phụ của gã, nên mặc dù ở Phản Thiên Quốc gã không có quyền lợi cực lớn, nhưng, cơ bản đều sẽ cho gã mặt mũi. Nên nói, không ai dám không cho mặt mũi. Đồ đệ của quốc sư, thân phận này trong Phản Thiên Quốc, thật sự rất có ghế trị, cho dù là thành viên hoàng thất cũng không dám bất kính. Vì địa vị của sư phụ gã quốc sư Phản Sở trong Phản Thiên Quốc chỉ đứng sau hoàng đế. Dưới sự sắp xếp của Huyền Nho, chẳng mấy chốc chuyện này đã được quyết định xong. Ngày hôm sau, Diệp Quân và Huyền Nho dẫn 10.000 học sinh của Thư viện Quan Huyên tới Học viện Đế Quốc. Vừa tới cổng của Học viện Đế Quốc, học sinh của Thư viện Quan Huyên đã bị Học viện Đế Quốc trước mắt làm cho chấn động. Học viện Đế Quốc này không xây trên đất, mà xây giữa một dòng sông ngân, xung quanh là các vì sao vô tận lơ lửng, nhưng không lộn xộn, bọn chúng xoay tròn tuần tự theo một cách cực kỳ có quy luật. Vừa vào cổng Học viện Đế Quốc, va thẳng vào một thác nước đó to vô biên, chắn ngang trước mặt mọi người như một màn hình nước. Khi mọi người đi vào trong thác nước kia từ từ mở ra hai bên, một dòng đại đạo xuất hiện trước mặt mọi người. Học sinh của Thư viện Quan Huyên tò mò đánh giá xung quanh. Giờ khắc này, mắt bọn họ đầy vẻ kinh ngạc. Lúc chưa ra khỏi vũ trụ Quan Huyên, trong lòng họ, Thư viện Quan Huyên là số một của toàn vũ trụ, nhưng lúc này, thấy Học viện Đế Quốc trước mắt, bọn họ mới phát hiện. Bên ngoài cũng có học viện mạnh mẽ như vậy. Chẳng mấy chốc, dưới sự dẫn dắt của Huyền Nho, mọi người đi tới một quảng trường rộng lớn. Ở quảng trường này, được tạo thành bằng cách dùng một loại tinh thạch đặc biệt xếp chồng lên nhau, rạng rỡ lóa mắt, lớn hơn võ đài của Thư viện Quan Huyên không chỉ 10 lần. Lúc này, một cô gái mặc áo giáp xuất hiện trước mặt mọi người.
Huyền Nho khẽ cười nói, Xích Tuyết, đã lâu không gặp. Cô gái tên Xích Tuyết nhìn Huyền Nho, khi nào thừa kế chức vị quốc sư. Câu này có ý châm chọc nhẹ, nhưng, Huyền Nho lại không giận gì, cười nói, vẫn sớm, vẫn còn sớm. Xích Tuyết nhìn Diệp Quân, cô ta liếc hắn chằm chằm, nghe nói thánh cổ kim của Thánh Vương Điện mang thai con của ngươi. Diệp Quân gật đầu, ừm. Xích Tuyết đánh giá Diệp Quân, cái vỏ da này của ngươi cũng được, chỉ không biết thực lực ra sao. Diệp Quân cười nói, cũng được, Xích Tuyết nhướng mày. Huyền Nho vội đi ra, nói, Xích Tuyết, lần này Diệp Huynh dẫn học sinh của hắn tới giao lưu với học viện đế quốc chúng ta. Xích Tuyết nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, có phần khiêu khích nói, tỉ thí phát đi. Diệp Quân còn chưa nói gì, sau người hắn, một học sinh đã nói ngay, được thôi. Xích Tuyết cười, nhãi con, nghe thấy chưa? Vừa dứt lời, xung quanh đột nhiên xuất hiện tiếng cười, tiếp đó, hàng trăm học sinh xông ra khỏi không trung, xuất hiện trên võ đài. Những học sinh này nhìn những học sinh sau người Diệp Quân, trong mắt đầy bỡn cợt. Sau người Diệp Quân, những học sinh của Thư viện Quan Huyên đều phẫn nộ vô cùng. Thế này thì coi thường người quá rồi. Lúc này, sau người Xích Tuyết, một người đàn ông đồ trắng đi ra. Gã cười nói, để ta tỉ thỉ với các vị đi. Nói rồi, gã quét mắt qua đám người sau lưng Diệp Quân, các vị có thể lên cùng nhau. Cùng lên. Vừa dứt lời, đám học sinh sau lưng Xích Tuyết lập tức cười to. Còn sắc mặt học sinh Thư viện Quan Huyên sau người Diệp Quân đều trở nên khó coi vô cùng. Một thiếu niên mặc bào đen đột nhiên đi ra trước mặt người đàn ông áo trắng, ta tỉ thí với ngươi. Người đàn ông áo trắng đánh giá thiếu niên bào đen, lắc đầu, ngươi quá yếu. Thiếu niên bào đen nói, đừng chỉ biết nói mồm. Thiếu niên áo trắng cười nói, vậy ngươi tới đi. Thiếu niên bào đen dẫm về trước một bước, vừa bước ra, một nhát kiếm đột nhiên xông ra từ người y, sau đó nháy mắt đã đâm về phía thiếu niên áo trắng như sấm sét. Kiếm tu. Nhát kiếm này, thiếu niên bào đen đã dùng toàn lực. Thiếu niên áo trắng nhìn Diệp Quân, trong mắt là vẻ khiêu khích không che giấu. Không nhìn được cảnh giới của Diệp Quân, cũng không cảm nhận được. Nhưng nhìn hắn trông rất trẻ. Thật ra, đặt hắn trong vũ trụ chủ thì thật sự cũng được coi là thế hệ trẻ. Thấy thiếu niên áo trắng khiêu khích Diệp Quân, những học sinh sau lưng Diệp Quân lập tức không chịu được, có mấy học sinh muốn đứng ra, nhưng lại bị. Người đàn ông dẫn đầu ngăn lại. Người đàn ông này tên Chu Trần, bây giờ là học sinh đứng đầu của Thư viện Quan Huyên. Chu Trần nhìn những học sinh phẫn nộ kia, kỹ năng không bằng người ta, có gì mà phải tức giận. Hiển nhiên mọi người có chút sợ y, bị y nói thế, lập tức không dám hó hé gì nữa. Chu Trần quay đầu nhìn thiếu niên áo trắng kia, thiếu niên áo trắng vẫn nhìn Diệp Quân, khiêu khích. Chu Trần nói, viện trưởng, học sinh xin đấu. Diệp Quân nhìn Chu Trần, ngươi chắc chứ? Chu Trần gật đầu, chắc chắn. Diệp Quân cười nói, được. Diệp Quân cũng đã từng nghe nói về học sinh đứng đầu này, trước mắt đây là người yêu nghiệt nhất của Thư viện Quan Huyên. Cũng là người mà Khuyết Chiến nhìn chúng, đã được Khuyết Trần nhận làm đệ tử chân truyền. Sau khi Chu Trần từ từ bước ra, y chắp tay với thiếu niên áo trắng, xin được chỉ bảo. Thiếu niên áo trắng nhìn Chu Trần, việc gì phải lãng phí thời gian nữa. Chu Trần không nói gì, chỉ dãm về trước một bước, vừa bước ra, một thứ vực thần bí đột nhiên bao phủ cả nơi này. Thấy cảnh này, Diệp Quân lập tức hơi kinh ngạc, đây không phải là tuyệt chiêu của Khuyết Chiến à? Lúc đầu khi Khuyết Chiến vừa xuất hiện, chỉ một bước, đã khiến tu vi của hàng triệu sinh linh trong tinh vực biến mất. Hắn không ngờ, Chu Trần này cũng làm được, mặc dù uy lực không mạnh như Khuyết Chiến, nhưng cũng không thể coi thường. Thiếu niên áo trắng cũng không ngờ Chu Trần này lại ra tay như vậy, tu vi của gã chưa biến mất, nhưng cũng bị đè xuống chỉ còn 8 cảnh giới. Lúc nhận ra điều này, sắc mặt thiếu niên áo trắng lập tức thay đổi, hai tay gã đột nhiên nắm chặt. Một loại sức mạnh ghê gớm trong người tràn ra, muốn phá vỡ vực của Chu Trần, nhưng đúng lúc này, một cây trường thương đã phá không xông ra, chống thẳng vào giữa hai mày của thiếu niên áo trắng. Thua sạch. Thiếu niên áo trắng ngơ ngác tại chỗ, khoảnh khắc tiếp theo, gã tức giận nói, ta còn chưa chuẩn bị xong. Nói xong, gã lập tức hối hận. Sau người gã, những học sinh của học viện đế quốc đều cau mày, bọn họ đồn dập nhìn thiếu niên áo trắng, hơi bất mãn. Nói lời này ra, thật sự hơi bị người ta coi thường. Chu Trần thu trường thương lại, sau đó nhìn đám người thiếu niên áo trắng,
Nghe đồn học viện đế quốc là học viện tốt nhất ở vũ trụ chủ, hôm nay chúng ta nghe danh mà đến, lại không ngờ, đường đường là học viện đế quốc của vũ trụ chủ lại đãi khách như vậy. Chẳng lẽ học viện đế quốc đều chỉ là con khỉ tu võ không đọc sách à? Mọi người, đám người thiếu niên áo trắng giận vô cùng, đang muốn nổi cơn, thì Chu Trần lại xoay người nhìn đám học sinh thư viện Quan Huyên, các người phải nhớ, kỹ năng không bằng người ta, thì không cần hổ thẹn, học sinh của thư viện Quan Huyên chúng ta, đã muốn thắng, thì cũng phải thua. Nhưng có một điều chúng ta nhất định không thể thua, đó là tố chất làm người, kẻ khác có thể không có tố chất, nhưng, chúng ta không thể không có, nếu một người không chú ý tới tố chất, vậy khác gì con khỉ? Vâng. Đám học sinh đồng loạt đáp. Sắc mặt họ đầy vẻ hưng phấn. Diệp Quân nhìn Chu Trần, khẽ cười. Còn sắc mặt đám học sinh học viện đế quốc thì khó coi vô cùng. Lúc này, trong đám họ, có một người đàn ông từ từ bước ra, gã nhìn Chu Trần ta đánh với ngươi. Chu Trần nhìn người đàn ông kia, lắc đầu ta không phải đối thủ của các hạ, ta nhận thua. Nói rồi, y lui về sau Diệp Quân. Còn đánh nữa, chắc chắn là tự rước lấy nhục. Vì người đối phương cử ra rất mạnh. Người đàn ông kia thấy Chu Trần lại thẳng thừng nhận thua, sắc mặt lập tức trầm xuống, nắm đấm của gã như đánh vào bông, mềm mịn. Đối phương không cho gã cơ hội lấy lại sân chơi. Tức chết người ta rồi. Lúc này những học sinh của học viện đế quốc cũng tức lắm, hơn nữa, còn không có chỗ phát ra. Bây giờ đi sỉ nhục người khác à, có vẻ không có tố chất thật, cái chuyện chết tiệt. Đúng lúc này, Xích Tuyết kia đi ra. Cô ta nhìn Diệp Quân, các học sinh đã tỉ thí xong rồi, ta nghĩ, nên tới lượt giáo viên chúng ta rồi. Ngươi thấy sao? Tất nhiên phải lấy lại sân chơi này rồi, nếu không, Xích Tuyết cô ta sẽ bị người khác cười cả đời. Học viện đế quốc tuyển đạo sư, thấp nhất cũng là cảnh giới văn minh tồi. Suy cho cùng, nơi này là nơi Phạm Thiên Quốc dùng để bồi dưỡng người ta, sao có thể để người tầm thường vào làm giáo viên được? Mọi người để sân đấu lại cho Diệp Quân và Xích Tuyết. Xích Tuyết mặc một bộ giáp, tay phải của cô ta cầm cây trường thương, nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, không phí lời tí nào, thân hình run lên, đâm lưỡi lê thẳng về phía Diệp Quân, nháy mắt khi lưỡi lê của cô ta đâm ra, trời đất bỗng trở nên hư ảo, sức mạnh của pháp tắc đại đạo mà đám Diệp Quân chưa bao giờ thấy nháy mắt đã bao phủ quanh người hắn, những pháp tắc đại đạo này như những chiếc dây thừng hóa chặt chỗ hắn lại, áp chế. Khoảnh khắc này, hắn cảm thấy có triệu ngọn núi đè lên người mình. Nháy mắt, cây trường thương kia đã đâm tới trước mặt hắn. Diệp Quân không dùng kiếm Thanh Huyên, chỉ vừa suy nghĩ, một cây khí kiếm đã đột nhiên bay ra từ người hắn. Ầm ầm, mọi người còn chưa phản ứng kịp, Xích Tuyết đã bị đánh bay đi, còn những sức mạnh thần bí bao phủ quanh người Diệp Quân đã biến mất không còn gì. Đã bị khí kiếm của hắn đánh vỡ. Một kiếm phá vạn pháp. Xích Tuyết vừa dừng lại, chỉ thấy Diệp Quân dẫm lên một bước. Một bước là một kiếm. Nơi xa, con người của Xích Tuyết đột nhiên co rút lại, cô ta bỗng đặt thương ngang trước người. Am! Mảnh thương mang tan vỡ, Xích Tuyết bị đánh bay đi, lần này, lúc cô ta dừng lại, một thanh kiếm đã đâm vào giữa hai mày của cô ta. Thanh kiếm này, im hơi lặng tiếng, Xích Tuyết hoàn toàn không thể chống đỡ được. Thua sạch! Trong sân, lặng ngắt như tờ. Thế là thua rồi. Những học sinh của học viện đế quốc không thể tin vào cảnh tượng trong. Bản thân Xích Tuyết thì mặt cũng đầy kinh ngạc, hiển nhiên, cô ta cũng không ngờ mình lại bị một kiếm của người đàn ông trước mắt đánh bại. Chuyện này sao có thể? Còn sau Diệp Quân, trên mặt những học sinh kia đều lộ vẻ hưng phấn, khoảnh khắc này, hình tượng của Diệp Quân trong lòng họ đúng là rất hùng vĩ, vô địch. Đây là viện trưởng vô địch. Huyền Nho nhìn thật sâu vào Diệp Quân, thực lực của Diệp Quân cũng khiến gã hơi kinh ngạc, gã đã có dự cảm là Xích Tuyết không thắng được Diệp Quân, nhưng không ngờ Xích Tuyết lại bị Diệp Quân đánh bại dễ như trở bàn tay. Diệp Quân thu kiếm về, nhìn Xích Tuyết nhường rồi. Sắc mặt Xích Tuyết hơi khó coi. Còn sau người cô ta, những học sinh kia đều im lặng. Khoảnh khắc này, bọn họ hoàn toàn thu vẻ coi thường lại. Kiếm tu trước mắt này, có chút ghê gớm. Diệp Quân quay đầu nhìn Huyền Nho cười nói, Xích Tuyết, lần này Diệp Huynh tới đây, là muốn dẫn học sinh của hắn đi tham quan học hỏi ở học viện đế quốc chúng ta, bên này cô có thể cử người dẫn bọn họ đi tham quan học viện đế quốc của chúng ta được không? Sau khi Xích Tuyết im lặng một lát, nói Chu Phó. Vừa dứt lời,
một người đàn ông bước ra từ sau lưng cô ta. Xích Tuyết nói, dẫn bọn họ đi dạo. Người đàn ông tên Chu Phó gật đầu, vâng. Huyền Nho nói, đợi đã. Nói rồi, gã lấy một tấm lệnh bài ra đưa cho Chu Trần, ngươi cầm tấm lệnh bài này, nếu còn xảy ra chuyện không vui gì, ngươi cứ lấy tấm lệnh bài này ra. Sắc mặt Xích Tuyết trầm xuống, Huyền Nho, ngươi có ý gì? Lần này Huyền Nho không cho cô ta mặt mũi nữa, Xích Tuyết, ta hy vọng cô hiểu, Diệp Huynh là khách quý của Điện Quốc Sư ta, lần này hắn dẫn học sinh tới, là để giao lưu hữu nghị, không phải là tới chịu tức giận, nếu còn xảy ra chuyện gì không vui, vậy ta chỉ có thể nói xin lỗi thôi. Nói tới đây, gã lắc đầu thôi, nói với cô cũng không có ý nghĩa gì, Diệp Huynh, Huynh ở đây đợi một lát, ta đi gặp mấy người viện trưởng. Nói xong, gã không nhìn sắc mặt khó coi của Xích Tuyết, biến mất ở nơi xa. Ý nghĩ ban đầu của gã là để Xích Tuyết tự mình dẫn đội người đi, vì nếu Xích Tuyết không tự mình dẫn đội, chắc chắn còn xảy ra loại chuyện không vui này, nhưng gã không ngờ, Xích Tuyết lại chẳng coi trọng, để một học sinh đi dẫn đội. Gã không biết lai lịch của Diệp Quân, nhưng gã biết sư phụ của gã khủng bố thế nào, sư phụ của gã xem trọng và kiêng dè Diệp Quân như vậy, rất rõ ràng, Diệp Quân không phải người mà bọn họ có thể đắc tội. Nếu vì một chuyện còn con này mà phát triển thành mâu thuẫn, thì thật sự quá không có giá trị với Phản Thiên Quốc rồi. Gã phải tự mình đi tìm viện trưởng của Học viện Đế Quốc, hơn nữa, còn phải dùng danh nghĩa của sư phụ gã để đi. Gã không quên lời của sư phụ, phải giúp Diệp Quân không tiếc giá nào. Diệp Quân cũng hơi kinh ngạc, không ngờ, hắn quay đầu nhìn Chu Trần bên cạnh, lát nữa khi tham quan, nhìn cho kỹ, nhớ cho kỹ vào. Đối phương biết cha mình ư? Diệp Quân nghi ngờ đi vào phòng sách không lớn, ba mặt tường đều là giá sách, trên đó có một ít sách, không biết đã qua bao nhiêu năm, trông có vẻ rất cũ kỹ, có vài cuốn sách thậm chí còn bị bong chóc ra. Ánh mắt Diệp Quân nhìn đến một ông lão ngồi cách đó không xa, ông lão râu tóc bạc trắng, mặc áo màu đỏ tươi, ngồi sau bàn làm việc, lúc này đang nhìn hắn chăm chăm. Ông lão nở nụ cười, nhìn có vẻ khá hiền từ. Sau khi dẫn Diệp Quân đi vào, Huyền Nho đi ra ngoài. Diệp Quân nhìn ông lão, tiên bối quen với cha ta à? Ông lão cười nói, quen chứ? Diệp Quân ngờ vực. Ông lão cười nói, ngồi đi. Diệp Quân ngồi xuống trước bàn sách, lúc này ông lão nói, vốn dĩ ta không biết ông ấy là cha ngươi, lúc nhìn thấy người ta mới biết, hai người rất giống nhau. Diệp Quân thầm thở phào, đối phương không phát hiện ra huyết mạch phong ma của hắn. Tháp gia vẫn chưa lỗi thời. Lần này là lần tháp gia kiên trì lâu nhất. Phạn viện trưởng nói, chắc là ngươi đang nghi ngờ tại sao ta lại quen với cha ngươi, đúng không? Diệp Quân gật đầu. Phạn viện trưởng cười nói, cha ngươi từng tới trường học viện của bọn ta. Ông ấy nói muốn biết nhiều hơn về học viện bọn ta nên ta dẫn ông ấy đi một vòng, còn nói chuyện với nhau. Diệp Quân hơi tò mò, không biết Phạn viện trưởng đã nói gì với cha ta. Phạn viện trưởng nói, trật tự. Diệp Quân lại càng tò mò. Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Diệp Quân, Phạm viện trưởng cười nói, lúc đó ta vẫn hơi ngờ vực, vì ông ấy không đi theo đạo trật tự, nhưng lại có hứng thú. Với con đường trật tự này, giờ xem ra chắc hẳn là vì ngươi. Diệp Quân cười nói, Phạm viện trưởng có thể nói về nội dung cuộc trò chuyện của hai người không? Phạm viện trưởng nhìn Diệp Quân, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi phải trả lời thật cho ta biết. Diệp Quân nói, Phạn viện trưởng cứ hỏi. Phạn viện trưởng nói, nếu có người mạnh hơn trật tự của ngươi, ngươi còn muốn thay đổi người ta không? Diệp Quân không suy nghĩ nhiều bèn lắc đầu. Phạn viện trưởng nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân chậm rãi nói, tiền bối, Diệp Quân ta không phải vì trật tự mà tìm kiếm trật tự. Giống như bây giờ, ta đến vũ trụ chủ không phải để chinh phục vũ trụ chủ, mà là vì ta không thể không đến, ông hiểu không? Phạn viện trưởng nói, nếu yếu hơn ngươi, nhưng lại không muốn tuân thủ theo trật tự của ngươi thì sao? Diệp Quân cười nói, Phạn viện trưởng, ta nghĩ chúng ta nói những điều này hoàn toàn vô nghĩa. Đầu tiên, không ai có thể lay chuyển con đường ta muốn đi. Thứ hai, tiền bối, hiện giờ vũ trụ này không dựa vào đạo lý, mà là chủ yếu là cường giả. Ta tin chắc bất kỳ một nền văn minh vũ trụ nào cũng đều như thế. Ta muốn tôn trọng đạo lý thì trước tiên ta phải tôn trọng cường giả. Nói rồi hắn nhìn thẳng vào Phạn viện trưởng, ta không biết rốt cuộc Phạn viện trưởng muốn nói gì, nhưng bây giờ ta có thể nói rõ suy nghĩ của mình, giống như bây giờ, ta và Phạn Thiên Quốc không thù không oán,
Nhưng theo như ta được biết, Phản Thiên Quốc đã bước vào một trận bầy bố, mà kế hoạch này vẫn nhắm vào ta, nếu ta thua dĩ nhiên mọi chuyện sẽ kết thúc, nếu ta thắng, lẽ nào Phản Viện trưởng nghĩ lúc đó ta sẽ đến nói đạo lý với Phản Thiên Quốc sao? Tôn trọng suy nghĩ của các ông. Không, lúc đó nếu Phản Thiên Quốc không đầu hàng thì sẽ bị diệt vong. Phản Viện trưởng im lặng không nói. Diệp Quân lại nói, hiện giờ ta sẵn sàng nói đạo lý với Phản Thiên Quốc, mọi người có thể chung sống hòa bình, độc lập phát triển, nhưng hiện tại Phản Thiên Quốc các ông có chịu nghe lời ta không? Nói rồi hắn lắc đầu nói, tiền bối, nói những chuyện này cũng vô nghĩa thôi, vì dù có nói thế nào thì cuối cùng chúng ta vẫn phải quyết định bằng nắm đấm. Hơn nữa, thứ cho ta nói thẳng, Phản Viện trưởng, ông không có khả năng đại diện cho Phản Thiên Quốc. Phản Viện trưởng mỉm cười nói, đừng nổi nóng thế chứ. Diệp Quân nói, Phản Viện trưởng, ông có biết bây giờ có bao nhiêu người đang nhắm vào ta không? Thôi vậy, nói những chuyện này chỉ lãng phí thời gian, bây giờ ta chỉ muốn biết chuyện về cha ta thôi, vì ta biết khi ông ấy đến đây chắc chắn sẽ không phải chỉ có mục đích dạo chơi thôi. Phản Viện trưởng nói, cha ngươi và ta đều nói đến trật tự, sau khi nói chuyện hồi lâu, cuối cùng ông ấy cũng nói rằng ông ấy có một đứa con trai cũng đang thiết lập trật tự, mặc dù rất khó khăn nhưng ông ấy tin con trai mình có thể làm tốt. Diệp Quân im lặng hồi lâu rồi nói, còn nữa không? Phản Viện trưởng nói, ông ấy hỏi ta có hứng thú đến trật tự của ngươi không, nếu có hứng thú thì một ngày nào đó chúng ta có thể nói chuyện khi ngươi đến đây, nhưng hình như ngươi không muốn nói chuyện lắm. Diệp Quân bỗng đứng dậy, không phải rời đi mà hơi cúi người xuống, vừa rồi ta mạo phạm rồi. Hắn biết người có thể khiến cha mình nói ra những lời này chắc chắn không phải là người bình thường. Phản Viện trưởng chậm rãi đứng dậy. Ông ta đi đến trước tủ sách rồi lấy một cuốn sách cổ dày cộm ra, lau sạch bụi trên cuốn sách đó, sau đó đi đến trước mặt Diệp Quân, đưa cuốn sách đó cho Diệp Quân xem. Diệp Quân nhận lấy cuốn sách cổ bằng hai tay, trên đó có ba chữ lớn, Vũ Trụ Luận. Diệp Quân hơi ngạc nhiên. Phản Viện trưởng mỉm cười nói, đây là một cuốn sách mà ta đã tốn gần cả vạn năm để viết, nó chứa đựng rất nhiều điều, trong đó có cả quy luật phát triển của rất nhiều vũ trụ văn minh và trật tự của chúng, cũng như những ưu điểm và nhược điểm trong trật tự của chúng, hẳn là có ích với ngươi. Diệp Quân nói, cảm ơn. Nói rồi hắn ngừng lại, sau đó lại nói, cha ta chắc hẳn vẫn còn nói gì đó với tiền bối nhỉ. Phản Viện trưởng cười nói, có, nhưng ta không muốn nói cho ngươi biết. Diệp Quân gật đầu, cho dù thế nào thì cũng cảm ơn tiền bối. Phản Viện trưởng mỉm cười nói, đi đi. Diệp Quân hơi cúi người xuống. Sau đó cầm cuốn sách cổ xoay người rời đi. Đợi sau khi Diệp Quân đi, ánh mắt Phản Viện trưởng lóe lên tia phức tạp, cô bé, nhóc con này là người mà ngươi chọn sao? Nghĩ đến cô gái thông minh uyên bác, Phản Viện trưởng nở nụ cười, đó là đệ tử mà ông ta tự hào nhất đời này. Sau khi ra khỏi phòng sách, Diệp Quân mở cuốn Vũ Trụ Luận đó ra, đọc một hồi vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc. Vũ Trụ Luận. Bên trong mô tả chi tiết các chế độ và sự hưng thịnh suy vong của gần một vạn nền văn minh vũ trụ khác nhau, các nền văn minh đó phát triển như thế nào, diệt vong ra sao đều được mô tả chi tiết trong cuốn sách này, một số là thiên tai. Nhưng phần lớn là thảm họa do con người gây ra. Bất kỳ một trật tự chế độ nào cũng không thể tồn tại trong thời gian dài, qua một thời gian sẽ mục nát. Diệp Quân đứng trước đại điện, lật xem Vũ Trụ Luận trong tay, hồi lâu chưa lên tiếng. Mỗi khi hắn lật một trang thì là sự thịnh suy của một nền văn minh vũ trụ, thật ra rất nhiều nền văn minh trong đó lớn và mạnh hơn vũ trụ quan huyên hiện giờ rất nhiều, thậm chí chế độ còn hoàn thiện hơn vũ trụ quan huyên hiện giờ nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn diệt vong. Đa phần đều do con người gây ra, nội bộ xảy ra vấn đề. Quyền lợi có thể khiến con người điên cuồng và bất chấp. Diệp Quân đóng sách lại. Mặc dù cuốn Vũ Trụ Luận này không phải là thần thông công pháp này nhưng với hắn lại là thứ cực kỳ quan trọng. Mặc dù trật tự và các quy tắc trong vũ trụ quan huyên của hắn đã được cải thiện ở một mức độ nào đó nhờ sự giúp đỡ của Toại Cổ Kim, nhưng vẫn chưa hoàn thiện, cũng không thể đạt được sự hoàn hảo, vì trong quá trình phát triển chắc chắn sẽ có những vấn đề mới xảy ra. Mà cuốn Vũ Trụ Luận này không chỉ có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho hắn mà còn có tác dụng là một lời cảnh báo. Ngay lúc Diệp Quân đang trầm tư, Huyền Nho đi đến, gã cười nói, Diệp huynh, nói chuyện với Phản Viện trưởng thế nào? Diệp Quân thôi suy nghĩ, Nho huynh, có thể nói một chút về vị Phản Viện trưởng này không? Huyền Nho nói, ông ấy là bạn của sư phụ ta, là một người rất khiêm tốn, chỉ dạy học,
cơ bản tham gia vào việc chính vụ của đế quốc, còn đệ tử của ông ta thì ở khắp toàn bộ vũ trụ chủ. Diệp Quân nhìn Huyền Nho cười nói, đúng thế, không phải là Phạn Thiên Quốc mà là khắp vũ trụ chủ. Diệp Quân gật đầu. Huyền Nho nói tiếp, ông ấy là người có công lớn nhất trong việc phát triển học viện đế quốc trở thành học viện đầu tiên trong vũ trụ chủ. Học viện đế quốc này là do chính tay ông ấy xây dựng, đã nuôi dưỡng rất nhiều thiên tài và yêu nghiệt cho Phạn Thiên Quốc. Không chỉ vậy, ông ấy còn giúp hoàn thiện luật pháp của học viện đế quốc, được quốc chủ tin tưởng. Diệp Quân nhìn Huyền Nho bên cạnh, cười nói, Nho huynh có cơ hội trở thành quốc sư của Phạn Thiên Quốc không? Huyền Nho im lặng một lúc mới nói, mọi người đều nghĩ ta sẽ là quốc sư đời tiếp theo, vì ta là đệ tử duy nhất của sư phụ, nhưng chỉ có ta biết rõ ta sẽ không bao giờ trở thành quốc sư. Diệp Quân hơi tò mò, tại sao? Danh người, nghe đối phương nói thế, Diệp Quân hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười. Mà cần nhìn Diệp Quân, vẫn nở nụ cười cực kỳ ung dung, Diệp viện trưởng cười cái gì? Diệp Quân cười nói, ta vui. Mà cần hơi ngờ vực. Diệp Quân nói, có người đến giành học sinh của ta, chứng tỏ hắn rất giỏi, chẳng phải thế sao? Mà cần nhìn Diệp Quân trước mặt, hơi ngạc nhiên, cô ta nghĩ cô ta giành người như thế Diệp viện trưởng trước mặt này sẽ tức giận, nhưng cô ta không ngờ. Đối phương không những không có giận mà cũng vui. Diệp Quân lại nói, nhưng ta không thể quyết định chuyện này, phải xem Chu Trần thế nào. Hắn vừa dứt lời, Chu Trần từ đằng xa đi đến. Diệp Quân nhìn Chu Trần đi đến. Cười nói, học viện đế quốc muốn giữ ngươi lại đây, ý ngươi thế nào? Ngươi yên tâm, nếu ngươi muốn ở lại thì ta sẽ không ngăn cản. Chu Trần hơi cúi người với Diệp Quân, viện trưởng, chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Diệp Quân gật đầu, đương nhiên là được. Mà cần nhìn Chu Trần, ta đảm bảo với ngươi, ngươi ở lại đây sẽ phát triển tốt hơn. Nói rồi cô ta xoay người rời đi. Diệp Quân cười nói, thư viện Quan Huyên so với nơi này, thế nào? Chu Trần nói thẳng, cách biệt rất lớn. Diệp Quân cười nói thẳng như vậy không sợ ta không vui à? Chu Trần nói, viện trưởng lòng dạ rộng lượng, lớn hơn cả trời, nói lời giả dối ngươi mới giận đấy. Diệp Quân bật cười, tên này quả thật rất thú vị. Chu Trần bỗng nói, có đạo sư của học viện đế quốc đến tìm ta, hy vọng ta sẽ ở lại học viện đế quốc, ta cũng khá ngạc nhiên về điều này. Diệp Quân mỉm cười nói, xem ngươi chọn thế nào. Chu Trần nói, nơi này rất tốt, nhưng ta từ chối. Diệp Quân nói, tại sao? Chu Trần nhìn thẳng vào Diệp Quân, vì ta tin không lâu sau này nơi này cũng sẽ trở thành thư viện Quan Huyên. Ha ha! Lúc này họ mới hiểu thế nào là núi này cao còn có núi cao hơn. Diệp Quân nhìn mọi người sầu lo thì mỉm cười, thứ hắn muốn chính là cảm giác này. Nếu học sinh của thư viện Quan Huyên đầy tự mãn, họ sẽ khó tiến bộ. Bây giờ họ nhận ra giữa mình và những người khác vẫn còn khoảng cách lớn như vậy, điều này có thể khiến họ buông bỏ lòng tự mãn trước đó hoàn toàn. Dĩ nhiên như thế là vẫn chưa đủ. Hiện giờ hắn có một ý tưởng, một khoảng thời gian nữa sẽ tổ chức một cuộc tỷ võ cho các học sinh này, không phải thi đấu nội bộ mà đấu với người ngoài, chẳng hạn như học viện đế quốc, tất nhiên đối thủ phải được lựa chọn cẩn thận, không quá yếu cũng không quá mạnh. Thi đấu vũ trụ. Lúc này... Hắn nghĩ đến kế hoạch đã đề nghị với Chu Phản trước đó, kế hoạch này nhất định phải được tiếp tục, vì không chỉ có thể cho rất nhiều nhân tài cơ hội thể hiện, đồng thời cũng có thể để thiên tài và yêu nghiệt của các học viện tranh tài. Chỉ có tranh tài mới có thể kích thích nhiều yêu nghiệt và nhân tài hơn. Hôm nay một người bí ẩn đã tìm đến Diệp Quân. Diệp Quân nhìn người bí ẩn, không nói gì. Người bí ẩn nói, bắt đầu rồi. Nói rồi y biến mất. Bắt đầu rồi. Diệp Quân bật cười. Tiểu Tháp nói, ngươi cười gì? Diệp Quân mỉm cười nói, lần này là ta hơi vội rồi. Tiểu Tháp hơi khó hiểu, lúc này Huyền Nho bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Quân, Huyền Nho nói, Diệp huynh, giới vực mở rồi. Diệp Quân nói, giới vực. Huyền Nho gật đầu, đó là thế giới mà vị kỳ nhân đó mở ra vào năm đó, tên là giới vực, một vạn năm mới mở một lần, nhưng lần này lại mở ra trước thời hạn. Diệp Quân nói, trong đó có gì? Huyền Nho trầm giọng nói, nghe nói trong đó có một cuốn kinh phá bích, ngoài ra còn có bảo vật do kỳ nhân đó để lại vào năm đó. Kể từ khi kỳ nhân đó biến mất, nơi đó đã bị phong ấn, một vạn năm mới mở một lần, nhưng lần này. Diệp Quân cười nói, chuyện xảy ra bất thường chắc chắn có gì đó, đúng chứ?
Huyền Nho gật đầu, ừ. Diệp Quân nói, đi xem thử. Dòng họ Đạo Thương. Trong điện, Đạo Tàng Thiên và đoàn phụ tá của y tụ lại với nhau. Đạo Tàng Thiên nói, giới vực đã mở rồi. Mọi người đều khá ngạc nhiên. Tùy Vô Hàn trầm giọng nói, sao lại đột nhiên được mở ra thế? Đạo Tàng Thiên nhìn Tùy Vô Hàn, chắc hẳn là ngươi biết rất rõ, đúng chứ? Tùy Vô Hàn sửng sốt, sau đó cơ thể y bỗng trở nên hư ảo. Thấy thế, mọi người đều ngây người, chuyện gì thế này? Đạo Tàng Thiên chế nhạo, muốn chạy. Nói rồi y xòe tay phải ra, sau đó siết lại, chỉ thoáng chốc khu vực Tùy Vô Hàn đứng bị chặn lại bởi một luồng sức mạnh đáng sợ. Mọi người trong điện đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đạo Tàng Thiên nhìn Tùy Vô Hàn chằm chằm, người nghĩ ta không biết ngươi là người của người phụ nữ đó sao? Nghe nói thế, mọi người đã hiểu ra vấn đề, đều quay đầu lại nhìn Tùy Vô Hàn, đây là người của Thánh Cổ Kim sao? Tùy Vô Hàn rất bình tĩnh, ngươi đã biết rồi. Đạo Tàng Thiên bình tĩnh nói, cô ta tự cho rằng mình có thể nắm rõ mọi người trong lòng bàn tay. Đúng là nực cười, nếu dòng họ Đạo Thương ta không nhìn ra được âm mưu này, thì chỉ bằng mua một miếng đậu hũ rồi đâm đầu chết. Tùy Vô Hàn khẽ cười, không nói gì. Ánh mắt Đạo Tàng Thiên hiện lên sát ý, tay phải y đột nhiên nắm chặt lại, một luồng sức mạnh khủng khiếp lập tức bao phủ khu vực Tùy Vô Hàn đang đứng, sau đó định trấn áp Tùy Vô Hàn. Nhưng đúng lúc này một bàn tay đột nhiên vươn ra từ phía sau Tùy Vô Hàn, sau đó dùng sức tóm y đi mất. Chỉ trong tích tắc, Tùy Vô Hàn đã xuất hiện ở cách đó mấy vạn dặm, thế nhưng ngay lúc này một giọng nói già nua đột nhiên vang lên từ tận sâu dòng họ Đạo Thương, Thánh Vương Điện có hơi xem thường người khác rồi. Vừa dứt lời, một con quái thú khổng lồ đột nhiên bay lên trời từ tận sâu dòng họ Đạo Thương, bàn tay này phá vỡ hư không, chỉ thoáng chốc đã bay đến khu vực thời không phía trên đầu Tùy Vô Hàn. Một luồng uy lực sức mạnh đáng sợ áp lực phong tỏa khu vực thời không chỗ y đứng, nhưng lúc này một ngón tay khổng lồ bỗng vươn ra từ không trung, đánh mạnh vào bàn tay khổng lồ. Ngay khi bàn tay và ngón tay va chạm vào nhau, khu vực cả trăm dặm rung chuyển dữ dội, hệt như một trận động đất lớn, sức mạnh cực lớn bùng nổ ở giữa trời đất, nhưng kỳ lạ là thời không này không hề bị phá vỡ, không chỉ như thế mà còn có một sức mạnh pháp tắc xuất hiện giữa không trung. Sức mạnh pháp tắc đó quét sạch bàn tay khổng lồ và ngón tay khổng lồ. Mọi thứ lại trở nên bình yên. Tùy Vô Hạn đã biến mất. Trong dòng họ Đạo Thương, bây giờ dòng chủ của dòng họ Đạo Thương, Đạo Tiêu nhìn tận cuối chân trời, mặt không cảm xúc. Lúc này Đạo Tàng Thiên xuất hiện bên cạnh ông ta, Đạo Tàng Thiên trầm giọng nói, ông nội. Đạo Tiêu quay đầu sang nhìn Đạo Tàng Thiên, chẳng phải cháu muốn người đàn ông đó chết sao? Bây giờ có một cơ hội. Đạo Tàng Thiên hít mắt, vậy thì tốt quá rồi. Đạo Tiêu quay đầu lại nhìn tận cuối chân trời, khế cười nói, Thánh Cổ Kim, lần này ta muốn xem thử cô phá vỡ cục diện thế nào. Đạo Tàng Thiên bình tĩnh nói, chúng đều đáng chết. Đạo Tiêu cười nói, đúng là đáng chết. Thánh Vương Điện, Tùy Vô Hạn đi đến trước cửa đại điện, y chậm rãi quỳ xuống với toại cổ kim ở trong điện, Thánh Chủ, thuộc hạ thất bại rồi, Thánh Chủ cứ trách phạt. Tùy Cổ Kim nói, người đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tùy Vô Hàn hơi khó hiểu. Tùy Cổ Kim nói, khoảng thời gian này đã đủ với hắn rồi. Nói rồi cô ta xòe tay ra, một cuốn sách cổ bay đến trước mặt Tùy Vô Hàn, sau khi về thì đọc đi. Tùy Vô Hàn nhận lấy cuốn sách, trên đó có ba chữ lớn, Quan Huyên Pháp. Tùy Vô Hàn do dự một lúc, sau đó nói, Thánh Chủ, thuộc hạ muốn làm chuyện lớn. Tùy Cổ Kim lạnh nhạt nhìn y. Sau này đây là chuyện lớn nhất. Tùy Vô Hàn không nói gì thêm, y cầm lấy Quan Huyên Pháp, sau đó cúi người thật thấp, tuân lệnh. Sau khi Tùy Vô Hàn ra ngoài, u xuất hiện bên cạnh Tùy Cổ Kim, họ đã lên đường đến giới vực, chủ nhân bút đại đạo cũng ở đó. Tùy Cổ Kim bình tĩnh nói, ta biết rồi. U nói, người của chúng ta đã chuẩn bị xong. Tùy Cổ Kim nhắm mắt lại, đợi thêm một chút. Trong điện quốc sư ở Phản Thiên Quốc. Giới vực. Khi Diệp Quân đi tới giới vực, hắn cảm thấy hơi ngạc nhiên, tuy giới vực này có một chữ vực, nhưng thật ra nó cũng không lớn lắm, chỉ là một thế giới nhỏ độc lập bên ngoài vũ trụ chủ. Dù không lớn, nhưng nơi này thật sự khá đặc biệt, vừa tiến vào giới vực, hắn đã cảm nhận được một sức mạnh đặc biệt ẩn hiện trong đất trời, sức mạnh này rất kỳ lạ, lúc hư lúc thực, không ngừng thay đổi giữa hư và thực, không thể đoán ra được. Không chỉ thế mà sự vững chắc của không gian nơi này thật sự vượt ngoài dự đoán của hắn, hắn thầm tính toán, với thực lực của mình bây giờ,
nếu không sử dụng kiếm thanh huyên thì hoàn toàn không thể dung chuyển được không gian nơi này. Người ngoại giới. Trong lòng Diệp Quân mang theo chút tò mò, đặc biệt là về quan điểm với người này, mọi thứ trên thế giới đều là hư, tất cả chúng ta cũng là ảo. Thế giới này là thực hay là ảo? Hắn cũng từng suy nghĩ về vấn đề này, đương nhiên hắn cũng không suy nghĩ nhiều, hẳn ở thế giới giả tưởng cũng sống không được tốt, nếu ở thế giới thực thì. Chẳng phải cũng chịu đòn à? Người đặc biệt kia nghĩ đến những chuyện này, làm những chuyện này đều là vì người ta đã vô địch trong vũ trụ này rồi. Hắn bây giờ nghĩ tới vấn đề này dường như không hợp lý cho lắm. Diệp huynh. Lúc này, Huyền Nho đi tới. Diệp Quân xoay người nhìn về phía Huyền Nho, thấy Huyền Nho đi theo, hắn ngạc nhiên cất lời, Huyền huynh. Huyền Nho cười nói, Diệp huynh, ta cũng muốn đến xem thử. Diệp Quân gật đầu, hắn nhìn về phía xa, cuối tầm mắt là dãy núi kéo dài bất tận, trên một ngọn núi lớn trong đó có một cung điện sừng sững. Huyền Nho cũng nhìn về phía dãy núi kéo dài bất tận, khẽ nói, đây là núi giới ngoại và điện giới ngoại trong truyền thuyết. Diệp Quân nói, Điện Thánh Vương, Phạn Thiên Quốc, còn có người sáng lập dòng họ Đạo Thiên đều là đệ tử của kỳ nhân kia sao? Huyền Nho gật đầu, phải, không chỉ họ mà trên đời còn có rất nhiều cao thủ tuyệt thế, đều là đệ tử của bọn họ. Diệp Quân cười nói, chúng ta đến đấy đi. Huyền Nho cất lời, chỉ có thể đi bộ. Diệp Quân khó hiểu, vì sao? Huyền Nho trầm giọng đáp, vì nơi này là thánh địa đứng đầu vũ trụ chủ, dù quốc chủ có đến đây cũng chỉ có thể đi bộ thôi. Diệp Quân cười nói, vậy thì đi bộ. Sau đó, hai người đi về phía núi giới ngoại ở xa xa. Huyền Nho cất lời, Diệp huynh, sức mạnh tín ngưỡng của huynh lại mạnh hơn rồi à? Diệp Quân gật đầu, phải, đều nhờ vào linh mạch tổ của huynh. Huyền Nho cười nói, Diệp huynh, thực lực thật sự của huynh bây giờ đã là cấp bậc gì rồi? Diệp Quân lắc đầu, ta cũng không biết. Dù trước đây từng chiến đấu với Xích Tuyết kia, nhưng đối phương không cùng cấp bậc với hắn, vì thế bản thân hắn cũng không biết thực lực của mình bây giờ đạt đến cấp bậc nào. Không lâu sau đó, hai người đã đi tới dưới chân núi giới ngoại, Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi trước mặt, đây là một ngọn núi bình thường, không có sức mạnh pháp tắc hay cấm chế gì. Có một con đường nhỏ nối từ chân núi lên thẳng đỉnh núi. Hai người đi dọc con đường nhỏ lên đỉnh núi, khi đi trên sườn núi, xung quanh mây trắng lượn lờ như đi tới trời. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi tới đỉnh núi, Diệp Quân nhìn về phía xa, một đại điện cô độc sừng sững phía trước, cũng không lớn lắm. Điện giới ngoại. Diệp Quân đi về phía đại điện, lúc này, một loạt tiếng bước chân bỗng truyền đến từ sau lưng hai người. Diệp Quân xoay người nhìn lại, một người đàn ông đang chậm rãi đi tới. Đó là Đạo Tàng Thiên. Đạo Tàng Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quân, cho ngươi sống đến tận bây giờ, ta thật sự quá nhân từ. Huyền Nho ở cạnh Diệp Quân cất lời, Diệp huynh, người này là thiếu chủ của dòng họ Đạo Thương, Đạo. Diệp Quân lắc đầu, ta không cần biết tên của một người chết. Huyền Nho. Nhưng Đạo Tàng Thiên lại không hề tức giận, y bật cười, đến đây, để ta xem thử rốt cuộc Thánh Cổ Kim là ai. Dứt lời, y tiến về phía trước một bước. Ngay sau đó, một khí thế đáng sợ càn quét về phía Diệp Quân tựa như thủy triều, khi những thứ này di chuyển đến trước mặt Diệp Quân, nó bỗng chốc trở nên hư ảo, hai người họ không biến mất, mà tồn tại trong thời không theo một cách khác. Cảnh giới phá hư, tất cả đạo pháp đan xen vào hư, không thể cảm nhận được, không thể tìm ra, coi thường thời không tuế nguyệt của vũ trụ này, sức mạnh xuyên thấu qua thần hồn. Đạo Tàng Thiên quát lên, phá. Dứt lời, y chỉ ngón tay về phía trước. Một sức mạnh đáng sợ bao phủ lấy ý kiếm của Diệp Quân như muốn nghiền nát nó. Nhưng ngay sau đó hắn lại ngây người. Vì ý kiếm của Diệp Quân lại không tổn hại chút nào dưới sức mạnh đáng sợ của y. Đạo Tàng Thiên ngơ ngác. Lúc này, dường như cảm nhận được gì đó, y bỗng rợn tóc gáy, một thanh kiếm đã im hơi lặng tiếng di chuyển đến trước mặt hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị đâm vào giữa chân mày. Diệp Quân đã sử dụng thuật ẩn thân của Tháp Gia để chém ra chiêu kiếm này. Vào khoảnh khắc kiếm đâm vào giữa chân mày của Đạo Tàng Thiên, y mới phát hiện ra nó, nhưng y vẫn không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Thanh kiếm này cứ như là không tồn tại, còn hư ảo hơn cả thực lực của y. Vào lúc Huyền Nho cho rằng trận chiến đã kết thúc, trong người Đạo Tàng Thiên bỗng bộc phát ra kim quang đáng sợ, chỉ trong nháy mắt, tia kim quang đó đã bao trùm khắp đất trời. Ong! Gần như cùng lúc đó,
một tiếng kiếm reo vang vọng trong thiên địa, sau đó, tia kim quang đó bị chiêu kiếm làm nứt ra, chỉ trong nháy mắt, kim quang vạn trượng thoáng chốc vỡ tan. Nhưng lúc này, đạo tàng thiên đã lùi lại cả vạn trượng, y đứng trên không trung, trên người tản ra kim quang chói mắt, khí thế vô cùng hung hãn, nhưng sắc mặt lại rất khó coi. Y thật sự không ngờ thanh kiếm của Diệp Quân lại đáng sợ đến thế. Hơn nữa chiến đấu đến tận bây giờ, y vẫn chưa biết cảnh giới của Diệp Quân. Diệp Quân thản nhiên nhìn đạo tàng thiên, đây là cảnh giới phá hư đạo ư. Đúng là thất vọng. Huyền Nho nhìn thoáng qua Diệp Quân, sắc hơi mất tự nhiên, vì gã cũng là cảnh giới phá hư. Đương nhiên gã biết Diệp Quân không phải đang nhầm vào mình, gã chỉ thấy hơi cảm thán thôi. Vốn cứ tưởng bản thân và Diệp Quân không chênh lệch nhiều, nhưng bây giờ nhìn lại, thực lực của Diệp huynh này đã vượt xa gã. Không đúng, gã và Diệp Quân hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nghe thấy lời Diệp Quân nói, đạo tàng thiên cũng không giận mà còn cười, đúng là thú vị. Diệp Quân giơ tay chém một kiếm. Kiếm quang lóe lên, ầm. Đạo tàng thiên bị đánh bay xa vạn trượng, y vừa dừng lại, mười mấy tia ý kiếm đã chém tới từ trong thiên địa với tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn không có tiếng động, thần thức hoàn toàn không thể cảm nhận được. Đạo tàng thiên dừng lại, híp mắt, quyết định không nương tay nữa, y siết chặt hai tay, một cuộn tranh bay ra từ trong cơ thể hắn, bức tranh cuộn lên, thu toàn bộ ý kiếm của Diệp Quân vào bên trong, sau đó nghiền nát. Lúc này, ý kiếm của Diệp Quân vỡ nát. Diệp Quân hơi ngạc nhiên. Giọng nói nặng nề của Huyền Nho bỗng vang lên trong đầu Diệp Quân, Diệp huynh, thứ này là thần vật tối cao của dòng họ đạo thương đồ, nghe nói bức tranh này là do kỳ nhân kia vẽ, có thể thu cả vũ trụ vào trong hư gian. Giới, hư gian giới này là thời không đặc biệt do kỳ nhân kia nghiên cứu chế tạo ra, bên trong vô cùng kỳ quái, huynh phải cẩn thận đấy. Đạo thương đồ, Diệp Quân nhìn về phía bức tranh lơ lửng trước mặt đạo tàng thiên, bức tranh không lớn lắm, kích thước bình thường. Bên ngoài tranh có một vài hoa văn. Cổ xưa như nếp nhăn, bức tranh đang cuộn lại, không thể nhìn ra được là vẽ cái gì. Sau khi sử dụng thứ này, khí thế trên người đạo tàng thiên nhất thời trở nên khác biệt. Nhưng sắc mặt y vẫn khó coi như tước, vì y vốn định giết chết Diệp Quân trong vòng ba chiêu. Y có tư cách tự tin như thế, vì y là thiếu chủ của dòng họ đạo thương, từ nhỏ đã được chú trọng bồi dưỡng. Những người ở nền văn minh cấp thấp làm sao có thể nhận được tài nguyên như thế? Nhưng y không ngờ thực lực của Diệp Quân lại đáng sợ đến thế. Hơn nữa còn không để lộ cảnh giới. Đạo tàng thiên nhìn chằm chằm Diệp Quân, không nói thêm gì nữa, y đọc thầm thần chú, bức tranh trước mặt bỗng rung động, sau đó bức tranh bay lên. Trời, mở rộng ra, trong một khoảng thời gian ngắn, đất trời trở nên mờ tối. Thời không nơi Diệp Quân đứng bỗng chốc tối đi. Không chỉ thế mà bản thân Diệp Quân cũng trở nên hư ảo. Bản thể của hắn đã tiến vào một thời không khác. Lúc này xung quanh Diệp Quân trở nên tối tăm, trên trời có hơi thở tài ác lơ lửng. Nhà tù. Không thể không nói, Diệp Quân có chút kinh hãi, không chỉ là kinh hãi bởi bức tranh này là nhà tù, điều càng kinh hãi chính là thực lực của những cường giả ở bên trong nhà tù này. Quả thực quá kinh khủng. Mấy chục ngàn cường giả, cấp bậc thấp nhất cũng cảnh giới lâm hư. Đây là khái niệm gì vậy? Hắn nghĩ tới khá nhiều, thứ nhất, thực lực của vị kỳ nhân kia chắc chắn là cực kỳ khủng bố, thứ hai, đạo tàng thiên đã nói rằng những người này đều bị vị kỳ nhân đó bắt tới từ các nền văn minh vũ trụ khác về. Mà nền văn minh vi mô ở dưới chắc chắn không thể xuất hiện sự tồn tại của những cường giả với cấp bậc như thế này, nói cách khác, rất có khả năng còn có văn minh vũ trụ yếu hơn một chút hoặc không kém gì nền văn minh vũ trụ chủ, chỉ là phần lớn người ở thế giới. Này đều không biết. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, đây không phải là điều mà hắn nên quan tâm, hắn nhìn khắp bốn phía, giờ phút này, vô số thần thức đã tập trung vào hắn. Hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một hơi thở đều mạnh hơn tên đạo tàng thiên kia. Hiển nhiên, những người này đều không phải người tốt lành gì. Đúng lúc này, những sợi dây xích sắt trói chặt bọn họ đột nhiên trở nên mờ. Khôi phục tự đôn. Sắc mặt của mọi người đều cực kỳ hung ác. Bọn họ muốn ra tay nhưng đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên trong, các ngươi là con chó của người ta sao? Người ta bảo các ngươi giết thì các ngươi giết. Giọng nói này vừa vang lên, những người xung quanh lập tức lui ra phía sau, rất kiêng dè. Diệp Quân quay đầu nhìn lại, phía góc phải bên ngoài ngàn trượng một người. Đàn ông ngồi ở đó, người đàn ông mặc một bộ trường bào đỏ thẫm,
mái tóc dài thả ở phía sau lưng, thoạt nhìn, chỉ có hai chữ tà, cuồng. Tất cả mọi người ở bốn phía hiển nhiên đều rất sợ hãi người đàn ông này, bởi vì giờ phút này tất cả đều đứng im, không dám phát ra một chút động tĩnh nào. Giọng nói của đạo tàng thiên đột nhiên vang lên từ bên trong thiên địa, nếu các ngươi không giết hắn ta, ta sẽ khiến cho các ngươi phải chịu đựng sự đau đớn của nuốt hồn kia. Sự đau đớn của nuốt hồn. Nghe thấy lời đạo tàng thiên nói, sắc mặt của mọi người trong đó đều biến đổi, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Mà vẻ mặt của người đàn ông mặc áo đỏ kia lại rất bình tĩnh, y nhìn Diệp Quân có thể đi ra ngoài. Diệp Quân gật đầu. Người đàn ông mặc áo đỏ nói, điều kiện. Diệp Quân nói, giúp ta đánh một trận. Người đàn ông mặc áo đỏ nói, được. Diệp Quân nở nụ cười. Người đàn ông mặc áo đỏ nói, có cần thể không? Diệp Quân nói, không cần, ta tin tưởng ngươi. Người đàn ông mặc áo đỏ nở nụ cười. Diệp Quân đột nhiên xoay người, y mở lòng bàn mình ra, trong phút chốc, một tia kiếm ý chợt tự phóng lên cao, kiếm khí cường đại xé rách tất cả. Nhưng sau khi luồng kiếm khí kia lao vèo đi ngàn trượng, nó lại bắt đầu trở nên hư ảo, sau đó biến mất. Cười chết ta rồi. Giọng nói của đạo tàng thiên đột nhiên vang lên, thời không ở đây là do sư tổ tự tay bố trí, đừng nói là ngươi, kể cả là người đã bước ra thế giới bên ngoài nửa bước cũng không thể phá được, người vây mà lại muốn phá giải nó, thật sự là buồn cười. Diệp Quân không nói gì, hắn mở lòng bàn tay mình ra, lại có một thanh kiếm phóng lên trời. Mà lần này, là kiếm Thanh Huyên. Khi thanh kiếm này phóng lên cao, người đàn ông mặc áo đỏ đang đứng phía xa xa kia đứng phắt dậy, y nhìn chằm chằm vào thanh kiếm Thanh Huyên kia, trong mắt tràn đầy sự hưng phấn và kích động, hai tay y nắm chặt, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Bùm! Nghe tiếng thanh kiếm Thanh Huyên vang vọng lại, thời không mà luồng sáng của thanh kiếm kia đi qua vậy mà lại bắt đầu bị xé rách từng chút một. Thời không bị xé rách ran. Làm sao có thể? Đạo tàng thiên đột nhiên thất thanh. Đúng lúc này, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một sức mạnh pháp tắc thần bí, sức mạnh pháp tắc này chính là cai ngục trấn thủ ở đây, nó lơ lửng ở phía trên thanh kiếm Thanh Huyên, từng đạo lực phong ấn thần bí nương theo. Một sợi xích sắt quét xuống, muốn vây thanh kiếm Thanh Huyên lại. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những mặt của cường giả bị nhốt trong tù đều biến sắc. Thật ra, đạo tàng thiên chỉ có thể phát động được đạo thương đồ này nhưng y cũng không thể sử dụng được đạo thương đoàn. Thứ thật sự có thể khống chế được đạo thương đồ là pháp tắc thần bí này, mà đạo sức mạnh pháp tắc này chính là thứ mà vị kỳ nhân kia để lại. Những lúc bình thường, đạo sức mạnh pháp tắc lực này đều trong trạng thái ngủ say, trừ phi gặp phải sự uy hiếp mới xuất hiện, mà sau khi nó xuất hiện, nó có thể dùng sức mạnh pháp tắc vô thượng giam cầm bất cứ kẻ nào ở trong tấm bản đồ này, không chỉ có ở trong bản đồ. Ngoài bản đồ, nó cũng có thể cưỡng chế vào trong. Trong phần đông những người ở đây đều là bị đạo sức mạnh pháp tắc này giam cầm. Hôm nay lần nữa nhìn thấy sức mạnh pháp tắc này, bọn họ vẫn sợ hãi. Hai mắt của người đàn ông mặc áo đỏ cũng híp lại. Ha ha! Mà tên đạo tàng thiên kia thì điên cuồng cười phá lên, ngươi thật sự đúng là có chết cũng đáng, ha ha! Y vốn chỉ là muốn lợi dụng những tên phạm nhân trong này để đối phó với Diệp Quân, bởi vì y không có cách nào sử dụng được sức mạnh pháp tắc kia. Nhưng y thật không ngờ, Diệp Quân vây mà chủ động dây vào sức mạnh pháp tắc đang trong trạng thái ngủ say kia. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, sức mạnh pháp tắc kia điều khiển sợi xích sắt trực tiếp trói ở phía trên thân kiếm Thanh Huyền, nhưng một giây sau, kiếm Thanh Huyền lại rung lên kịch liệt. Ầm ầm. Rất nhanh, vô số cường giả từ trong đạo thương đổ vọt ra. Diệp Quân cũng theo đó ra ngoài, hắn nhìn về phía xa xa, ngoài ngàn trượng. Sắc mặt của tên đạo tàng thiên kia cực kỳ khó coi, y đang nhìn chằm chằm kiếm Thanh Huyên của hắn. Cuối cùng được ra được rồi. Đột nhiên một giọng nói từ bên phải Diệp Quân truyền đến. Diệp Quân quay đầu, người nói chuyện chính là người đàn ông áo đỏ kia, mà ở phía sau người đàn ông áo đỏ còn có mấy vạn cường giả cấp cao đi theo, giờ phút này trên khuôn mặt của những cường giả này đang lộ rõ vẻ hưng phấn. Bọn họ đã không nhớ rõ mình đã bị giam cầm bao nhiêu năm rồi. Không ngờ một ngày nào đó lại có thể thoát ra được. Điều bất ngờ này đến đúng thật là quá đột ngột. Người đàn ông áo đỏ hình như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, y nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân cũng đang nhìn người đàn ông áo đỏ, nếu như đối phương không thực hiện lời hứa, vậy thì... xuống địa ngục đi. Người đàn ông áo đỏ nở nụ cười,
đừng có ý định giết hại ta, Tập Tiêu ta chưa bao giờ nuốt lời, ta đã nói giúp ngươi đánh trận chiến này thì sẽ giúp ngươi đánh. Trận chiến này. Diệp Quân gật đầu, hắn nhìn về phía những cường giả sau lưng Tập Tiêu, những cường giả kia cùng nhau tỏ vẻ nguyện ý ở lại. Diệp Quân biết, những cường giả này không phải là đang nể mặt mình mà đang nể mặt tên Tập Tiêu này, phải nói là sợ tên Tập Tiêu này. Huyền Nho nhìn thấy những cường giả cao cấp này đột nhiên xuất hiện trong đây, cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, những tên này xuất hiện từ nơi nào vậy? Diệp Quân xoay người nhìn về phía Đạo Tàng Thiên, trận chiến của chúng ta còn chưa kết thúc. Trong lúc nói chuyện, một thanh kiếm lao về phía Đạo Tàng Thiên. Sắc mặt của Đạo Tàng Thiên đại biến, thanh kiếm này của Diệp Quân đúng thật là quá quỷ dị, vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị. Hai tay y nắm chặt lại, một chiếc giáp bằng vàng đột nhiên xuất hiện ở trên người y. Leng keng. Chiếc giáp vàng kia cứng rắn chặn kiếm ý của Diệp Quân lại, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong thanh kiếm cũng nhanh chóng đánh bật y bay ra ngoài. Mà trong quá trình y bay ra ngoài, lại có một thanh kiếm lẳng lặng bay tới. Đồng tử của Đạo Tàng Thiên chợt co lại, y đột nhiên giống giận, đánh hai quyền ra, từng luồng ánh sáng màu vàng sậm đột nhiên bay từ trong cơ thể y ra, trong nháy mắt bao phủ thanh kiếm ý của Diệp Quân. Xa xa, Diệp Quân nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, hắn không cảm nhận được mấy thanh kiếm ý kia nữa. Đúng lúc này, một trụ sét đột nhiên quét qua phía bên trong, bay thẳng đến chỗ hắn. Nét mặt của Diệp Quân cực kỳ bình tĩnh, vừa mới suy nghĩ một thanh ý kiếm chợt tự bay ra. Ầm ầm, trụ sét màu vàng sậm kia ầm ầm vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ năng lượng bắn ra khắp nơi, một bóng hình liên tục lui từ trong trụ sét màu vàng sậm vỡ nát. Đó chính là tên Đạo Tàng Thiên Kiều. Đạo Tàng Thiên lui khoảng mấy vạn trượng mới dừng lại, mà khi y vừa dừng lại, chiếc giáp vàng mặc trên người y đột nhiên vỡ nát rơi lả tả. Không chỉ có như thế, cơ thể y cũng đã xuất hiện những vết nứt, máu tươi chảy từ trong cơ thể ra. Diệp Quân thấy thế, khẽ lắc đầu, vốn định nghiêm túc đánh một trận vui quên lối về, lại không ngờ rằng ngươi lại yếu như vậy. Diệp Quân. Đạo Tàng Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quân, đang muốn nói gì đó, nhưng có một thanh kiếm đã bay tới trước mặt y. Trong mắt Đạo Tàng Thiên hiện lên một ánh nhìn dữ tợn, y đột nhiên chỉ vào chỗ giữa lông mày của mình. Đùng! Đột nhiên cơ thể y bay thẳng ra xa mấy vạn trượng. Thuật thần thông đạo thương. Huyền Nho ở bên cạnh giật mình. Thuật thần thông đạo thương này chính là thuật thần thông mạnh nhất của họ đạo thương. Sau khi thi triển, thể xác hóa thành thần thể đạo thương, tu vi tăng lên gấp 10 lần. Đương nhiên, cũng có di chứng. Một khi khôi phục trạng thái bình thường thì sẽ rơi vào một khoảng thời gian suy nhược cực kỳ kinh khủng, trong khoảng thời gian này, y sẽ yếu như là những người bình thường. Bởi vậy, trừ phi đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, nếu không, đệ tử của họ đạo thương thường sẽ không dùng đến cấm thuật thuật thần thông này. Sau khi Đạo Tàng Thiên thân hóa thành thần thể đạo thương, tay phải y nắm chặt lại, sau đó trực tiếp đánh một quyền mạnh mẽ về phía khu vực thời không của Diệp Quân. Khi một quyền này rơi xuống, hình như có một mảnh vũ trụ bị sụp đổ, tất cả mọi người trong đây cảm nhận được một áp lực cực kỳ đáng sợ. Diệp Quân bình tĩnh nhìn nắm đấm kia rơi xuống, hắn bước về phía trước một bước, dưới chân có kiếm quang lướt lên. Xì kiếm quang chợt lóe lên, phóng lên trên trời. Kiếm quang của Diệp Quân ở trước nắm đấm che khuất bầu trời này có vẻ như cực kỳ nhỏ bé, giống như hạt cát ở trong biển lớn. Thế nhưng, trong khoảnh khắc mà hai người giáp lá cả kia, thanh kiếm kia lại mạnh mẽ xuyên thủng năm đấm to lớn đó, kiếm quang tiến quân thần tốc, đâm thẳng vào phần giữa mi tâm của Đạo Tàng Thiên. Đùng! Pháp thể đạo thương kia của Đạo Tàng Thiên trực tiếp bị nghiền nát. Mà đúng lúc này, lại có một thanh kiếm từ trong đó chợt lóe lên, bay thẳng đến chỗ Đạo Tàng Thiên. Nhưng đúng lúc nó đang sắp tới gần Đạo Tàng Thiên, một ngón tay đột nhiên xuất hiện từ trong thời không của Đạo Tàng Thiên, sau đó nắm lấy thanh kiếm ý kia, một giây sau. Bùm! Kiếm ý trong nháy mắt bị vỡ nát. Theo một loạt âm thanh được phát ra, một tia sáng âm u đột nhiên lóe lên, cỗ sức mạnh kia của Đạo Tiêu bị ép lui lại trong nháy mắt. Đạo Tiêu nhíu mày, ông ta chậm rãi xoay người nhìn về phía xa xa, nơi đó, có một người phụ nữ đang từ từ đi tới. Người đang đi tới, chính là Toại Cổ Kim. Hôm nay Toại Cổ Kim mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, thanh lịch nhã nhặn, giống như một bông súng xanh. Cô ta từ từ đi tới từ đằng xa, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Diệp Quân. Diệp Quân cũng đang nhìn cô ta. Bốn mắt nhìn nhau. Diệp Quân đột nhiên nở nụ cười, đã lâu không gặp.
Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, hình như cũng không lâu lắm đâu. Diệp Quân cười ha ha. Thánh Gỗ Kim Mồ. Đúng lúc này, Đạo Tiêu đang ở phía đằng xa đột nhiên nói, quả nhiên ngươi cùng một ruột với hắn ta. Toại Cổ Kim xoay người nhìn về phía Đạo Tiêu, là chủ nhân bút đại đạo nói cho ngươi đứng không? Đạo Tiêu nhìn chằm chằm Thánh Gỗ Kim, trong ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. Đúng là chủ nhân bút đại đạo nói cho ông ta biết. Thật ra, ngay từ đầu bọn họ cũng không biết ý đồ thật sự của Toại Cổ Kim, cũng thật sự cho rằng Toại Cổ Kim cũng muốn nhằm vào Diệp Quân, bởi vì bọn họ thật sự không tin loại nhân vật như Toại Cổ Kim thật sự sẽ lựa chọn người thuộc nền văn minh bên dưới. Toại Cổ Kim quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, trong điện có một quyển kinh phá bích. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía tòa đại điện kia, lúc trước khi hắn chiến đấu với Đạo Tàng Thiên ở đây do sức mạnh của hai người rất lớn, nhưng cũng không thể phá hư được kiến trúc và thời không ở nơi này. Nơi này có sức mạnh đặc biệt đang bảo vệ nó. Diệp Quân đi về phía đại điện, nhưng lại bị Toại Cổ Kim ngăn lại. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim, Toại Cổ Kim nhìn hắn, làm sao đột nhiên biến thành đồ ngốc rồi. Nếu dễ dàng đi vào như vậy thì sao lại đến lượt ngươi vào trước cơ chứ? Diệp Quân nhìn về phía tòa đại điện kia, im lặng, thời không ở nơi đó quả thật có chút quỷ dị. Hơn nữa, ở bên trong tòa đại điện còn có một loại sức mạnh thần bí như có như không. Thánh Cổ Kim Mồ. Đúng lúc này, lại có một giọng nói đột nhiên truyền từ phía xa. Diệp Quân và Toại Cổ Kim ngẩng đầu nhìn lại, phía xa xa, có hai người đàn ông trung niên đang từ từ lại gần. Chính là đế vương Phạn Thiên và quốc sư của nước Phạn Thiên. Phạn Thiên nhìn Toại Cổ Kim, cười nói, ta cũng rất bất ngờ, ngươi lại thật sự chọn một người đàn ông như vậy, hơn nữa lại còn mang thai. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, Phạn Thiên, ngươi thật sự tin tưởng chủ nhân bút đại đạo. Phạn Thiên mỉm cười nói, ta biết chủ nhân bút đại đạo muốn lợi dụng chúng ta, chắc chắn ngươi rất tò mò, tại sao ta biết ông ta đang lợi dụng chúng ta, lại còn muốn lựa chọn đi theo ông ta, đúng không? Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm vào Phạn Thiên, không nói gì. Phạn Thiên nở nụ cười, xem ra, sư phụ ngươi không hề nói cho ngươi biết sự thật. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, những điều này đều không trọng yếu, bao gồm cả kinh phá bích cũng không còn quan trọng nữa. Phạn Thiên gật đầu, đúng vậy. Hôm nay, bọn họ đều có mục đích riêng. Hơn nữa, mỗi người đều cho rằng mình là quân át chủ bài vô địch. Phạn Thiên quay đầu nhìn về phía đám người Tập Tiêu đứng cách Diệp Quân không xa, các vị hôm nay đã thoát khỏi hoàn cảnh khốn cùng, tại sao lại không rời đi? Tập Tiêu không sợ ông ta chút nào, đã đồng ý với người ta, sẽ giúp đánh một trận. Ở phía sau lưng y, mọi người cũng đang nở nụ cười, đánh một trận. Bọn họ người đông thế mạnh, đương nhiên là không sợ đám người Phạn Thiên đó. Phạn Thiên nhẹ gật đầu, nếu các ngươi đã muốn đánh một trận, vậy thì chúng ta đánh một trận đi. Sau khi dứt lời, một loạt tiếng nổ đột nhiên truyền từ nơi cùng trời cuối đất đến, ngay sau đó, một loạt tia sét kéo đến, tốc độ cực kỳ nhanh, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện tại nơi đây, đi theo loạt tia sét này tới đây, có một đạo khí tức uy áp đáng sợ đột nhiên bao phủ nơi này lại. Trong ánh sáng tia lửa điện, là một người khổng lồ với thân hình cao lớn, hình thể của ông ta như một ngọn núi nhỏ, cầm trong tay một thanh cự kiếm, cảm giác cực kỳ áp bức. Điều khiến Diệp Quân bất ngờ chính là, người khổng lồ này lại là kẻ phá hư. Mà đằng sau người khổng lồ này, từng đạo khí tức đột nhiên tiến đến cuồn cuộn như thủy triều. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời, mấy ngàn tên khổng lồ chạy nhanh đến, bọn họ tuy rằng không lớn bằng tên khổng lồ cầm đầu này, nhưng vẫn sừng sững như núi, từng đạo khí thế như rời núi lấp biển theo bước chân bọn họ đồng loạt phóng tới. Diệp Quân nhẹ giọng nói, cự nhân Qua Nhung. Một chủng tộc mạnh mất. Hắn đã xem tất cả tư liệu lịch sử trong nước Phạn Thiên, bởi vậy, cũng có chút hiểu biết về chủng tộc này. Chủng tộc này có lịch sử lâu đời, đã xuất hiện từ rất sớm, còn xuất hiện sớm hơn vị kỳ nhân kia, có thể nói, bọn họ chính là một trong những cư dân bản địa của vũ trụ chủ. Khi hắn xem cuốn sách lịch sử cổ, trong cuốn sách lịch sử cổ đó có nói, cự nhân Qua Nhung này đã sớm bị tuyệt chủng. Đạo Tiêu đột nhiên cười nói, đánh nhau, được thôi. Sau khi dứt lời, đường chân trời phía sau y đột nhiên cũng phóng vô số đạo khí tức khủng bố tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua đó, chỉ thấy từ đường tận cùng chân trời, mấy ngàn bóng dáng lướt nhanh đến, tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ tích tắc, bọn họ đã xuất hiện ở nơi đây. Ngoại hình của những cường giả đấy rất quỷ dị, bọn họ giống như một cái bóng,
không thể nào nhìn rõ được diện mạo thật sự, trôi lềnh bềnh ở nơi đó, như có như không. Tộc ám linh. Diệp Quân nhíu mày, lại là một chủng tộc trong truyền thuyết, giống như tộc cự nhân Qua Nhung, đây là một trong những chủng tộc cổ xưa nhất trong vũ trụ chủ này, được xưng là viễn cổ thập tộc. Thời kỳ đó vũ trụ chủ vẫn rất hỗn loạn, trăm tộc mọc lên như nấm sau mưa, thế lực rắc rối phức tạp, mà sau này theo dòng sự kiện sau khi vị kỳ nhân kia xuất hiện, những thế lực của chủ vũ trụ kia bắt đầu bị xử lý, rất nhiều chủng tộc đã quy thuận thần phục. Nhưng mà, theo sự biến mất của vị kỳ nhân kia, những chủng tộc kia lại xuất hiện nội chiến, về sau nữa, rất nhiều chủng tộc đã không còn hiện diện, đặc biệt là viễn cổ thập tộc, hoàn toàn không còn trong tầm mắt của mọi người nữa. Xem ra bây giờ có rất nhiều chủng tộc cường đại vẫn chưa thật sự biến mất, cũng không biết Phản Thiên Quốc và họ Đạo Thương Nhất đã mời được bao nhiêu tộc. Hư ảnh cầm đầu tộc ám linh kia nắm một thanh lưỡi hái trong tay, nó có màu đỏ như máu, ánh mắt nhìn thẳng trực tiếp vào đám tù nhân kia, khi bị nhìn chằm chằm thì đám tù nhân kia đột nhiên cảm nhận được một sự lạnh lẽo đến. Thấu xương, như thể linh hồn đã bị cướp đi vậy. Phản Thiên nhìn chằm chằm vào đám người tập tiêu, nếu như các người muốn đánh nhau, chúng ta lúc nào cũng có thể tiếp chiêu. Chúng ta không đánh, đúng lúc này, sau lưng tập tiêu, một giọng nói đột nhiên vang lên. Sau khi giọng nói này vang lên, càng ngày càng nhiều người biểu lộ sự đồng tình là không đánh nữa. Bọn họ vất vả lắm mới thoát ra được, nếu như đối thủ yếu, vậy thuận nước song thuyền, người tốt ta tốt mọi người cùng tốt, nhưng bây giờ đối thủ mạnh như vậy, nếu như ở lại chỗ này, vậy không phải là phải liều cái mạng mình sao? Liều mạng. Không đáng. Rất nhanh, mọi người đã trực tiếp xoay người rời đi, chỉ là trong nháy mắt, mấy vạn tên cường giả cấp cao cũng chỉ còn hai người ở lại. Một người là tập tiêu, còn có một người đàn ông mặc cẩm bào, người này nhìn đám người Diệp Quân, lại nhìn đám người Phản Thiên kia, con ngươi xoay tròn, không biết đang nghĩ cái gì. Phản Thiên khẽ cười nói, tù nhân chính là tù nhân, một đám người hám lợi. Diệp Quân nhìn những người đã rời đi kia mà không nói gì. Cũng không hề bất ngờ, hắn nhìn về phía tập tiêu và người đàn ông cẩm bào kia. Ánh mắt của Phản Thiên giờ phút này cũng rơi vào trên người tập tiêu, người không đi. Đi. Tập tiêu vẫn luôn im lặng đột nhiên nở nụ cười, lão già chết tiệt, chỉ gọi thêm vài người ra mà muốn dọa ta phải rút lui. Người đang nói chuyện cười sao? Dứt lời, ông ta đột nhiên vung lên một quyền về phía tộc cự nhân Qua Nhung kia. Tên khổng lồ Qua Nhung cầm đầu đột nhiên hai tay cầm cự kiếm mãnh liệt chém về phía trước, hai sức mạnh đáng sợ đột nhiên oanh kích vào nhau. Đùng đoàng. Tên khổng lồ Qua Nhung cầm đầu liên tục lui ra ngàn trượng, mà đám cự nhân Qua Nhung ở phía sau lại trực tiếp thối lui gần vạn trượng. Chỉ với sức mạnh của một quyền thôi đã khủng bố như vậy. Giờ phút này, mọi người có mặt ở đây đều là hơi kinh ngạc. Diệp Quân cũng rất kinh ngạc, thực lực của tập tiêu có hơi vượt ngoài dự đoán của hắn. Đây không phải cường giả có cảnh giới phá hư bình thường. Khó trách những người đó sợ y như thế. Tập tiêu vung vung nắm đấm, y nhàn nhạt nhìn về phía tộc cự nhân Qua Nhung kia, sau đó nhìn xuống Phản Thiên, khinh thường nói, chỉ thế thôi. Phản Thiên nhìn chằm chằm vào tập tiêu, người xác định mình muốn xen vào chuyện này. Tập tiêu nhìn thẳng vào Phản Thiên, ta mặc kệ giữa các ngươi đang xảy ra chuyện gì, ta chỉ biết là, ta có thể ra ngoài được là nhờ hắn. Ta cũng đã đồng ý giúp hắn đánh trận này, cho nên trận đánh ngày hôm nay ta nhất định phải tham gia. Dứt lời, chân phải ông ta dậm mạnh một cái, trực tiếp hóa thành một trụ sấm mạnh mẽ đánh về phía Phản Thiên. Tập tiêu hắn muốn đánh, thì phải đánh tên mạnh nhất. Nhảm nhí. Tất nhiên Diệp Quân không tin tên này, gã giống như là loại xảo trá nham hiểm. Người đàn ông mặc cẩm bào cười hi hi, cũng không nói gì. Tên này ở lại đây đương nhiên là có nguyên nhân. Vừa rồi gã vẫn luôn suy nghĩ một chuyện, chính là tại sao thanh kiếm trong tay Diệp Quân lại có thể không đếm xỉa đến sức mạnh của pháp tắc trong đạo thương đồ đó. Nó không chỉ bị xem thường mà còn có thể bị phá vỡ. Gã đã tính toán rồi, thực lực Diệp Quân rất mạnh, rất mạnh, nhưng với thực lực hiện tại của Diệp Quân, tuyệt đối không có khả năng chống lại sức mạnh pháp tắc mà kỳ nhân kia lưu lại. Nhưng thanh kiếm đó có thể. Điều này có ý nghĩa là gì? Rất đơn giản. Chủ nhân rèn ra thanh kiếm này không hề yếu hơn chủ nhân của sức mạnh pháp tắc. Chủ nhân của sức mạnh pháp tắc là ai? Chính là kỳ nhân năm đó. Kỳ nhân đó đáng sợ đến mức nào? Chẳng lẽ còn có người khủng bố hơn người đàn ông đó sao? Nghĩ tới đây,
người đàn ông mặc cẩm bào đã có chút sợ hãi, không dám suy nghĩ tiếp. Gã ở lại vì muốn đánh cược. Đương nhiên, cũng muốn cố gắng hết sức, không muốn quá quyết liệt, dù sao nếu không có vị kiếm tu trẻ tuổi này, đời này gã vĩnh viễn không có khả năng ra ngoài. Nếu như hiện tại trực tiếp vỗ mông chạy lấy người, lương tâm của gã cũng không cho phép, nhưng nếu sau khi gã cố hết sức giúp đỡ lại phát hiện Diệp Quân vẫn không thể đánh bại đối thủ, vậy gã vẫn sẽ lựa chọn rời đi, nhưng đến lúc đó, gã đã không thẹn với lương tâm nữa. Làm người không thể quá lương thiện, nhưng cũng không thể không có một chút lương tâm nào. Đúng lúc này, từ xa đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn, sau đó, từng tia kim quang rực rỡ từ xa bắn ra, quyền ý mạnh mẽ hòa cùng kim quang điên cuồng lan tràn ra xung quanh, mọi người đều chống cự. Diệp Quân vung tay áo lên, toàn bộ sức mạnh còn sót lại khách tan đến trước mặt hắn đều bị chặn lại. Toại cổ kim liếc mắt nhìn Diệp Quân, thực lực tăng lên rất nhiều rồi nhỉ. Diệp Quân cười nói, phải cảm ơn cô đã tranh thủ thời gian cho ta. Toại cổ kim không nói gì. Diệp Quân nói, lần sau ta sẽ không nói cảm ơn nữa, quá xa lạ. Toại cổ kim nói, tính tình vẫn như cũ, không biết thay đổi gì cả. Diệp Quân mỉm cười, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời, chủ nhân bút đại đạo ở đâu? Toại cổ kim bình tĩnh nói, đang cố nhịn để phóng đại chiêu. Diệp Quân cau mày, hắn biết Toại cổ kim không hề nói đùa với hắn. Diệp Quân nhìn về phương xa, đúng lúc này, Tập Tiêu đó đột nhiên nhảy lên, sau đó lao thẳng vào quốc sư giống như một ngôi sao băng. Thân thể y dần dần trở nên hư ảo, nhưng sức mạnh lại càng ngày càng đáng sợ. Kẻ phá hư. Đối mặt với sự va chạm kinh hoàng của Tập Tiêu, vẻ mặt quốc sư lại rất bình tĩnh, ông ta chỉ tay ra, hàng ngàn phù văn đột nhiên tuôn ra từ đầu ngón tay, sau đó ngưng tụ thành một nắm đấm phù văn, hung hăng đấm về phía Tập Tiêu vang lên âm một tiếng. Keng. Khung cảnh như dừng lại. Nắm đấm tay phải của Tập Tiêu mang theo hàng nghìn vạn hàng ngàn quyền mang hung hăng cản lại nắm đấm phù văn đó, sức mạnh của hai người xung đột với nhau, từng đạo tàn dư sức mạnh khủng khiếp dung chuyển dữ dội bắn ra bốn phía xung quanh, người của tộc Qua Nhung và tộc Ám Linh đã tránh xa khỏi nơi này, bởi vì sức mạnh do hai người bạo phát ra càng ngày càng mạnh, bọn họ không thể chịu đựng được nữa. Thực sự là ván cờ cao siêu. Kẻ phá hư bị choáng ngợp tại nơi đây. Đạo Tiêu nhìn chằm chằm vào Tập Tiêu cau mày thật sâu, người này rốt cuộc là ai? Bên cạnh ông ta, Phản Thiên bình tĩnh nói, người có thể được sư tổ bắt thì sao có thể là kẻ bình thường? Đạo Tiêu gật đầu, ông ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh của Đạo Tàng Thiên, lúc này sắc mặt Đạo Tàng Thiên âm trầm đến đáng sợ. Đạo Tiêu cau mày, thắng hay thua một trận chiến có ý nghĩa gì? Trên con đường đại đạo ai có thể thẳng mãi mãi? Nếu không thể chấp nhận thất bại của chính mình, con đường võ đạo của ngươi cũng chỉ đến đây mà thôi. Lời này có chút gay gắt, sắc mặt Đạo Tàng Thiên đột nhiên thay đổi, y nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, ông nội dạy bảo rất đúng, cháu trai đã hiểu. Đạo Tiêu gật đầu. Ở phía xa, sau khi quốc sư dừng lại, ông ta nhẹ nhàng vung tay, những sức mạnh khủng bố xung quanh ông ta biến thành tro bụi trong nháy mắt, ông ta ngẩng đầu nhìn về Tập Tiêu ở phía xa, Tập Tiêu cười lớn nói, đã lâu rồi chưa được đánh một trận sảng khoái như vậy. Quốc sư nhìn Tập Tiêu, cười nói, các hạ, nếu bằng lòng đến Phản Thiên Quốc của ta, Phản Thiên Quốc ta không chỉ có thể giúp các hạ khôi phục toàn bộ sức mạnh, còn có thể khiến các hạ tiến thêm một bước nữa, tuyệt đối không nói dối. Nghe được lời nói của quốc sư, mọi người tại hiện trường đều chấn động, đây không phải toàn bộ thực lực của Tập Tiêu sao? Tập Tiêu lại cười, đàn ông sinh ra giữa trời đất, nếu nói lời mà không giữ lấy lời, còn tính là đàn ông sao? Vừa nói, y vừa đưa tay phải ra và lắc mạnh. Trong phút chốc, hàng tỷ quyền ý phóng ra từ lòng bàn tay y quét ngang trời đất, áp lực khủng khiếp của những quyền đạo từ giữa trời đất chút xuống giống như hàng ngàn ngọn núi, sắc mặt của những người tộc Qua Nhung và tộc Ám Linh đột nhiên thay đổi lớn, đều lần nữa lùi về sau. Tộc trưởng của họ vẫn tốt, gã đứng ở tại chỗ không đụng đậy, chịu đựng sức mạnh khủng khiếp từ nắm đấm đó, dù sao cũng là cường giả phá hư. Ánh mắt của Đạo Tiêu và Phản Thiên đều rơi xuống người Diệp Quân cách đó không xa, khi họ nhìn thấy Diệp Quân có thể ngăn cản được áp lực từ nắm đấm này, Đạo Tiêu đột nhiên cau mày, chẳng lẽ Diệp Quân này cũng có sức mạnh của cường giả phá hư? Thấy Tập Tiêu còn muốn ra tay, quốc sư gật đầu, vậy chúng ta không nên làm kẻ khác khó chịu. Vừa nói ông ta đột nhiên tiến lên một bước, vừa bước đi xong, một tia kim quang đại đạo đột nhiên tỏa ra từ dưới chân ông ta,
Trong kim quang đại đạo tràn ngập sức mạnh đạo pháp đáng sợ, chúng tụ lại với nhau như dòng sông cuồn cuộn, nó mang theo sức mạnh khủng khiếp hùng vĩ đè bẹp về hướng Tập Tiêu. Rất tốt! Tập Tiêu cười lớn, nhảy lên và tung một đấm, hung hăng đánh vào dòng kim quang đại đạo đó. Sức mạnh của Tập Tiêu rất thuần khiết, không chút lòe loẹt, chỉ là một cú đấm đơn giản, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong cú đấm này lại vô cùng mạnh mẽ, hung hãn và bá đạo, như thể nó có thể hủy diệt mọi thứ trên thế gian này. Một lần nữa, sức mạnh của hai người va chạm mạnh mẽ, trong khoảnh khắc hội tụ vào nhau, sức mạnh của đối phương đột nhiên bùng phát từ trời đất như lũ lụt, mà Quốc Sư và Tập Tiêu bị nhấn chìm, trong khu vực đó, sức mạnh của hai người điên cuồng va chạm, cuồng nộ và khuấy động. Cả hai đều có đạo của riêng mình, lúc này, hai loại đại đạo lấy phương thức ngang ngược nhất để đối đầu, nhưng không ai có thể làm gì được đối phương. Nhưng vào lúc này, Tập Tiêu đang ở trong vòng xoáy sức mạnh đột nhiên gầm lên. Y đấm Quốc Sư hết cú đấm này đến cú đấm khác, từng đạo quyền ý cường đại kèm theo cú đấm của Y giống như một cơn bão dữ dội, nghiền nát về phía Quốc Sư. Những cú đấm của Tập Tiêu ngày càng nhanh, ngày càng dữ dội và liên miên không dứt, trong khoảnh khắc, vô số đạo quyền ý chồng lên nhau, sức mạnh càng trở nên đáng sợ hơn. Dưới sự tấn công điên cuồng của Tập Tiêu, Quốc Sư bắt đầu bị trấn áp và rút lui dữ dội, dòng kim quang đại đạo được ông ta thôi thúc ra lúc này cũng bắt đầu mờ dần, và sức mạnh nhanh chóng bị phá hủy. Nhìn thấy cảnh này, Đạo Tiêu ở cách đó không xa cau mày, ông ta quay đầu nhìn về phía Phạn Thiên, vẻ mặt Phạn Thiên rất bình tĩnh. Chỉ trong thời gian ngắn, Quốc Sư đã bị Tập Tiêu đẩy lùi mấy trăm ngàn trượng. Lúc này, dòng kim quang đại đạo ở trước mặt Quốc Sư đã hoàn toàn vỡ nát, ông ta hoàn toàn bị áp chế, căn bản không có thời gian để thở. Vẻ mặt của mọi người trở nên nghiêm túc vì họ phát hiện ra quyền ý của Tập Tiêu ngày càng nhanh và mạnh. Toại Cổ Kim nói, khí tức này của gã rất mạnh mẽ. Diệp Quân gật đầu, Tập Tiêu lúc này đang đấm chỉ bằng một hơi thở, giống như một vận động viên vào thời điểm cuối cùng bắt đầu tăng tốc và chạy nước rút, một khi đến cuối, năng lượng sẽ được giải phóng. Nếu Quốc Sư đó có thể cầm cự thì cục diện sẽ đảo ngược. Nhưng rất nhanh, Diệp Quân cau mày nói, không đúng. Toại Cổ Kim cũng nhíu mày, ánh mắt của hai người đều dán chặt lên trên người Tập Tiêu, rất nhanh, hai người nhìn nhau một cái, đều có chút kinh hãi. Ở phía xa, Phạn Thiên người luôn bình tĩnh cũng cau mày lại. Quyền ý của Tập Tiêu đang bắt đầu biến đổi. Lúc này, tất cả mọi người đều chấn động. Đánh đi đánh lại, quyền ý của Tập Tiêu lại biến đổi. Diệp Quân nhẹ nhàng nói, đây là nguồn gốc quyền ý của gã, khá giống với huyết mạch phong ma của ta. Càng đánh càng mạnh, căn bản sẽ không cạn kiệt. Ngược lại, đối thủ càng chống cự thì quyền ý sẽ càng mạnh, sau đó biến đổi. Diệp Quân cười nói, vị huynh đệ này mạnh mẽ quá, khó trách mấy tù nhân đó lại sợ hãi gã như vậy. Vừa nói, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía người mặc cẩm bào cách đó không xa. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quân, người mặc cẩm bào hơi giật mình, sau đó lộ ra nụ cười hiền lành. Diệp Quân đi đến hỏi người thanh niên hiền hậu mặc áo gấm, huynh đài xưng hô thế nào? Đối phương đáp, Mạc Sơn Hà. Hắn khen ngay, tên hay. Người thanh niên. Diệp Quân nghiêm túc hỏi, huynh đài ở lại là để báo ân lúc trước. Người thanh niên gật đầu, phải. Y thoáng dừng một chút, lại nói, ta quan sát trước đã. Diệp Quân, huynh thấy thực lực của Quốc Sư và Tập Tiêu huynh thế nào? Người thanh niên nhìn nơi đang nổ ra giao tranh kia, rất mạnh. Diệp Quân, so với huynh thì sao? Người thanh niên chỉ cười không đáp. Diệp Quân biết chắc đây là cao thủ thì nở nụ cười, không giấu gì huynh, ta có một đối thủ rất mạnh, lát nữa sẽ xuất hiện, không biết huynh có thể giúp ta tranh thủ chút thời gian không? Người thanh niên xua tay lia lịa, ta không mạnh như huynh nghĩ đâu. Diệp Quân, ta không nhờ vả xuông. Người thanh niên chần chừ, là sao? Ta chỉ tò mò thôi. Diệp Quân, chúng ta tìm nơi khác trước đi. Rồi đưa y vào trong tháp. Sắc mặt Mạc Sơn Hà động lại. Y rất muốn bình tĩnh nhưng lại không làm được trước vùng thời không đặc biệt này. Hai tay siết chặt, mặt mũi tràn ngập khiếp sợ. Diệp Quân, huynh giúp ta đánh một trận, sau này huynh muốn tu luyện cứ vào đây. Ha ha! Mạc Sơn Hà cười phá lên, huynh cứ việc yên tâm. Diệp Quân, vậy chúng ta ra ngoài xem. Rồi cả hai rời khỏi tháp. Bên ngoài, Quốc Sư vẫn còn đang đại chiến với Tập Tiêu. Diệp Quân quan sát mà đanh mặt.
Quyền thế của Tập Tiêu trở nên mạnh hơn, khí thế đã đạt đến độ đáng sợ của ngọn núi lửa mấy vạn năm chuẩn bị tuôn trào, quyền ý tuôn ra như muốn nghiền nát hết thảy. Kiếm thế của hắn cũng chưa chắc đỡ được. Càng đáng sợ hơn là quốc sư lại có thể đối phó với Tập Tiêu như vậy. Cho dù thân hình đã mờ đi, quốc sư vẫn bất động trước quyền thế như vũ bão của Tập Tiêu, chặn lại tất cả. Mạc Sơn Hà nói, họ đã đến giới hạn rồi. Diệp Quân gật đầu, giờ thì xem ai kiệt sức trước thôi. Hắn nhìn sang Mạc Sơn Hà, sao các huynh lại bị nhốt trong tù? Y cười khổ, vì mạo phạm vị kỳ nhân kia. Hay, năm đó tuổi trẻ chưa trải sự đời, không đặt ai vào mắt, cuối cùng gặp phải khúc xương khó gặp. Tóm lại vẫn nên khiêm tốn thì hơn. Diệp Quân gật gù, huynh bây giờ cũng khiêm tốn lắm. Thật à? Mạc Sơn Hà vui vẻ, ta kín tiếng thiệt hả? Diệp Quân! Mạc Sơn Hà cảm thán, chỉ có người từng gặp gian nan mới biết khiêm tốn đớ. Diệp Quân hỏi lại, thân xác đạo hư. Mạc Sơn Hà, sau khi đến phá hư thì có thể tạo cái nên, nghĩa là chữ thân thể trong thời không hư ảo. Thân xác này rất bền vì được nhiều tầng thời không bảo vệ, nhưng làm ra nó không hề dễ, lại tiêu tốn lượng tài nguyên khổng lồ. Thế lực tầm thường sẽ không chịu nổi. Diệp Quân cười cười, ra là vậy, hôm nay được mở mang kiến thức rồi. Mạc Sơn Hà nhìn quốc sư, nhưng mà gã hẳn là vẫn còn giấu chiêu. Diệp Quân nhìn theo, chỉ thấy gã tuy đã mất thân xác đạo hư nhưng vẫn bình chân như vậy. Quyền ý của Tập Tiêu đã thay đổi long trời lở đất. Cảnh giới phá hư cũng chia mạnh yếu, hai người này đều là hàng thật giá thật. Tập Tiêu hít vào một hơi, hồ hởi la lên, đã lắm. Quốc sư cũng cười, đúng là đã đời. Tập Tiêu siết nắm tay lại, thả ra hàng loạt quyền ý khắp giới vực. Chúng lan tràn như hồng thủy với tâm điểm là y. Quyền ý vô tận tràn vào cơ thể Tập Tiêu, khiến khí tức y lại tăng vọt. Mạc Sơn Hà, sắp phân thắng bại rồi. Diệp Quân nhìn Tập Tiêu không chớp mắt. Quốc sư nhắm mắt lại, hai tay mở rộng ra. Gần triệu chùm tia sáng mang theo. Phù văn vàng chóe giáng xuống từ trên cao. Mạc Sơn Hà cả kinh, gã. Gã đang mượn đạo pháp từ chư thời. Diệp Quân hỏi lại, chư thời. Mạc Sơn Hà liếc sang, sao huynh không biết gì hết vậy? Diệp Quân chỉ biết lắc đầu cười trừ. Hắn đọc nhiều sách của vũ trụ chủ rồi, nhưng không phải cái gì trong sách cũng có. Toại cổ kim vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng, chư thời là các thời đại của vũ trụ chủ, tổng cộng có 9 nền văn minh từ khi nó ra đời. Mạnh nhất là thời đại giới ngoại của vị kỳ nhân kia. Cô ta nhìn quốc sư, gã đang mượn đại đạo và pháp tắc từ 9 thời đại này, nghĩa là gã đang đi ngược thời không tuế nguyệt, thu phục đại đạo và pháp tắc từ chúng. Chỉ có ai tu luyện phá bích kinh mới làm được. Mạc Sơn Hà cười, vợ của huynh biết còn nhiều hơn huynh đấy. Toại cổ kim nhíu mày nhìn sang nhưng không giải thích gì. Diệp Quân cười ha hả, đúng là cô ấy thông tuệ hơn ta. Hắn nhìn hai người đang chiến đấu bên kia, hai người thấy ai sẽ thắng. Mạc Sơn Hà lắc đầu, khó mà nói, nhưng chắc chắn một điều rằng đây không định sinh tử mà là phân thắng bại. Diệp Quân gật gù, cảm thấy đây mới là lúc bọn họ dùng đến lá bài tẩy của mình. Chỉ thấy Tập Tiêu vào tới, tung ra cú đấm với quyền mang như gió lốc về phía quốc sư. Quốc sư chỉ ấn tay xuống, điều khiển những chùm sáng đại đạo phát nổ. Duỳnh! Sóng xung kích lan tràn khắp giới vực, uy lực khủng khiếp đến nỗi Diệp Quân phải đanh mặt khi rơi vào cảnh đứng mũi chịu sào. Hắn đang muốn dùng kiếm thế thì thấy toại cổ kim vung tay, tạo ra một lá chắn trước mặt cả hai, chặn lại sóng xung kích. Diệp Quân nhìn sang, thấy cô ta vẫn không tỏ cảm xúc gì. Bên kia, hai loại sức mạnh điên cuồng cắn xé nhau làm sóng xung kích nổ ra từng đợt. Không biết qua bao lâu sau, khu vực đó mới trở về an tĩnh. Quốc sư và Tập Tiêu đồng thời xuất hiện trong tâm mắt người khác. Thân thể cả hai đều đã biến mất, chỉ còn linh hồn hư ảo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 153.